chào tất cả mọi người. Mình là Tú Phan, là MC của webinar của webinar ngày hôm nay. Chào mừng mọi người đến với webinar chuyện nghề BA, phát triển vững vàng trước cơn bão chuyển đổi số. Giới thiệu một chút về Dataport. Thì Dataport là đơn vị đào tạo và cung cấp giải pháp dữ liệu chuyên sâu. Dataport đồng hành cùng các cá nhân và doanh nghiệp trong việc khai thác sức mạnh của dữ liệu trong thời đại số, với mong muốn đưa phân tích dữ liệu thành kỹ năng trong tầm tay với mọi cá nhân và doanh nghiệp tại Việt Nam. Bên cạnh việc đào tạo, Dataport thường xuyên tổ chức các workshop và webinar nhằm chia sẻ các kiến thức hữu ích về Data Analytics và Business Analysis. Webinar lần này của Dataport nhằm chia sẻ về bối cảnh chuyển đổi số cùng những kiến thức, kỹ năng và công cụ dành cho BA, cũng như các constraints mà các BA thường gặp cùng với cách giải quyết. Đồng hành cùng webinar hôm nay là hai vị diễn giả của chúng ta. Xin được giới thiệu chị Cao Thị Nhân và chị Phạm Minh Hương. Hai vị diễn giả có thể bật mic và gửi lời chào. Nguyễn Minh Hương. Ok, em xin lỗi. Hai vị diễn giả có thể bật mic, gửi lời chào đến khán giả và giới thiệu đôi chút về bản thân mình được không ạ? Em xin mời chị Nhân trước ạ. Okay, chào tất cả mọi người. Chào chị Hương và chào Tú. Chị sẽ giới thiệu một chút. Chị là Nhân, hiện chị đang phụ trách phát triển mảng Digital Web Product của VnDirect. Thì chị đã có khoảng trên 11 năm kinh nghiệm làm trong ngành Business Analyst và khoảng 7 năm kinh nghiệm làm trong ngành phát triển sản phẩm và quản lý dự án. Với 5 năm kinh nghiệm làm Business Solution thì rất mong hôm nay sẽ cùng với chị Hương chia sẻ với mọi người những góc nhìn toàn diện nhất về nghề BA và những cái kiến thức thực tế mà kinh nghiệm thực tế mà bọn chị đã trải qua để giúp cho mọi người có cái nhìn rõ ràng hơn về nghề, và có nghĩa là có thể tự tin khi mà mình, nếu mà mình muốn theo đuổi nghề BA á, thì mình có thể tự tin được khi mà mình sẽ bổ sung những kiến thức kinh nghiệm như thế nào để đóng góp giá trị cho các doanh nghiệp sau này. Chào mọi người, rất vui khi được gặp mọi người trong webinar hôm nay. Em cảm ơn chị. Em xin mời chị Hương. Ok, chào các em. Chị là Nguyễn Minh Hương. Chị thì có thâm niên công tác ở tại VnDirect cũng phải tầm hơn 10 năm. Và mảng chính, sau đó thì chị cũng làm ở bên chứng khoán dầu khí. Và hiện nay thì chị đang làm ở bên chỗ chứng khoán Vina Security. Trong suốt tổng thời gian là phải đến hơn 15 năm làm trong ngành nghề liên quan đến mảng về Product Owner này, BA này, và Business Solution này, trong các cái công ty về tài chính. Thì hôm nay thì chị rất là vui được gặp các bạn để chia sẻ cái trải nghiệm cũng như cái kinh nghiệm làm nghề khi hành trang và làm nghề của các bạn là trong nghề, bắt đầu đi vào trong lĩnh vực của ngành BA. Hy vọng là sau buổi hôm nay thì các bạn sẽ có một cơ số những cái thông tin cũng như là có những cái kiến thức hành trang cho mình khi bắt đầu làm nghề. Cảm ơn các bạn. Em xin cảm ơn phần giới thiệu bản thân của hai chị, và không để mọi người phải đợi lâu hơn, sau đây webinar chuyện nghề BA phát triển vững vàng trước cơn bão chuyển đổi số xin được phép bắt đầu. Mọi người lưu ý là trong quá trình webinar diễn ra, nếu có bất kỳ câu hỏi nào mong muốn được giải đáp thì hãy nhắn vào box chat. Vâng, sau đây thì em xin mời chị Nhân bắt đầu phần chia sẻ của mình ạ. Chào mừng mọi người đến webinar hôm nay. Thì hôm nay chị sẽ cùng chị Minh Hương chia sẻ với mọi người góc nhìn với một webinar với chủ đề là chuyện nghề BA làm sao để phát triển vững vàng trong thời đại chuyển đổi số. Thì đầu tiên là chị sẽ chia sẻ với mọi người về việc là những góc nhìn tổng quan nhất về nghề BA, vai trò của một BA trong tổ chức là gì và những cái skill set mà mọi người cần phải có khi làm với cái vai trò BA đó, con đường phát triển sự nghiệp. Và có một cái nữa đấy là hiện tại là chúng ta sẽ thấy trên báo đài và các cái nhà nước cũng nói rất nhiều về chuyển đổi số. Thì chuyển đổi số là gì? Và những cái yêu cầu gì và thách thức gì đối đặt ra với các bạn với vai trò BA ấy, thì là chúng ta cần phải bổ sung những kiến thức kỹ năng ra sao để chúng ta có thể tự tin là có thể tiếp tục đóng góp những cái giá trị và nâng cao cái giá trị của bản thân của mình ấy, trong doanh nghiệp. Như thế nào, trong webinar hôm nay thì chị sẽ chia sẻ cái đó. Và sau đấy thì là sẽ đến phần chia sẻ của chị Minh Hương. Chị Minh Hương sẽ chia sẻ cho chúng ta về những cái constraint, những cái ràng buộc, những cái khó khăn mà bạn BA khi mà tham gia doanh nghiệp ấy sẽ gặp phải, và kinh nghiệm xử lý những cái constraint đấy như thế nào. Thì đầu tiên chị sẽ nói trao đổi mọi người về tổng quan về nghề BA như thế nào. Ok, thì đầu tiên chúng ta sẽ phải tìm hiểu BA là ai, người ta tại sao mà cần phải biết cái này. Vì chị thấy là chị đã gặp rất nhiều bạn và mọi người vẫn chưa có cái hiểu đúng về nghề BA, và mọi người vẫn chưa thực sự hiểu BA là ai và họ có vai trò gì trong tổ chức.
thì chúng ta phải hiểu, đầu tiên chúng ta phải hiểu được BA là ai đã, thì từ đó chúng ta mới biết được là BA đóng vai trò gì trong các tổ chức, trong doanh nghiệp đó. Đầu tiên thì chị sẽ lấy một cái định nghĩa từ ba bốc, sách ba bốc thì là sách chuyên về đào tạo BA rồi. Mọi người nếu như mà muốn theo đuổi nghề BA thì mọi người sẽ có thể tìm hiểu đó. Thì người ta định nghĩa là business analysis, đó là việc mà mình có thể là tạo ra những thay đổi trong tổ chức bằng việc là xác định nhu cầu này, xác định nhu cầu, xác định những vấn đề trong tổ chức, và mình có thể là khuyến nghị, nghĩa là đưa ra những cái đề xuất và dựa trên data driven. Thì cái data driven tại sao chị bôi đỏ này lại vì chị bổ sung thêm thôi, còn sách nào bốc thì không có. Người ta chỉ là xác định vấn đề, xác định nhu cầu và đưa ra các cái giải pháp để mang lại giá trị cho doanh nghiệp đó. Doanh nghiệp ở đây thì người ta gọi là stakeholder. Stakeholder thì bao gồm có doanh nghiệp, có khách hàng và tất cả những người có liên quan đến những cái thay đổi đó. Thì chị có bôi đỏ một chút cái phần data driven, tại vì hiện tại nếu như mà chúng ta không sử dụng số, không sử dụng data tracking, không sử dụng số để mà phân tích solution ấy, từ phân tích vấn đề rồi đưa ra giải pháp, thì đâu đấy cái solution của mình sẽ có thể là không được tối ưu, không thể phù hợp với cái nhu cầu của doanh nghiệp đó. Thì ở việc phân tích kinh doanh ấy, thì nó sẽ là một chuỗi tất cả các nhiệm vụ và các cái kỹ năng kỹ thuật có thể được dùng, thì sẽ được ở trong sách người ta sẽ định nghĩa rất là rõ, thì lát nữa chị sẽ đi tiếp ở phần bên dưới. Thì từ cái định nghĩa là cái business analyst này là ai, thì chúng ta sẽ thấy được là vai trò trách nhiệm của họ trong một tổ chức là gì đó. Thì vai trò của một bạn BA trong một tổ chức đó là đầu tiên á, đấy là xác định được là cái mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Xác định tại sao phải cần có biết mục tiêu, vì chúng ta làm việc phải có mục đích, và chúng ta hiểu mục đích, hiểu why á, why ta làm cái đó, thì chúng ta mới có thể đưa được cái giải pháp nó phù hợp nhất cho doanh nghiệp đó. Thì tiếp tục đấy là phải hiểu được vấn đề, cái vấn đề mà doanh nghiệp đang gặp phải, thì từ đó mới đưa ra được cái giải pháp phù hợp. Thì để làm được cái việc đấy thì chúng ta phải có kỹ năng khơi gợi và thu thập yêu cầu. Tại sao lại phải khơi gợi? Tại vì nhiều khi là cái gọi là người đưa yêu cầu cho mình á, có thể là sếp, hoặc là có thể là các phòng ban trong công ty, hoặc là khách hàng feedback tới, họ chỉ đưa những cái yêu cầu rất là đơn giản thôi, một hai cái đồ rằng thôi, thì chúng ta không thể nào hình dung được là cái việc đấy nó sẽ được thực hiện ra sao, là giải pháp nó sẽ như thế nào, đúng không? Thì chúng ta phải làm rõ yêu cầu, khơi gợi và làm rõ yêu cầu đó, tổng hợp yêu cầu từ các phòng ban, tất cả những cái nơi mà có thể làm, có thể ảnh hưởng ấy, trong cái quá trình thay đổi của mình, và sau đấy là viết yêu cầu, viết đặc tả, người ta gọi là tài liệu đặc tả. Nếu mọi người đọc tài liệu về trên mạng thì mọi người sẽ thấy là gọi là tài liệu đặc tả. Thì trong đấy thì sẽ có tài liệu về functional và non functional đó. Functional nghĩa là những cái mà mình có thể là biến nó thành cái chức năng mình có thể sử dụng trên web, trên app. Còn non functional thì nhiều khi nó chỉ là mang tính chất là về chất lượng này, về tốc độ của sản phẩm, về khả tính năng bảo mật đó. Những cái đấy gọi là non functional của bọn mình. Tiếp theo đó là để làm được những cái việc này thì sau khi mà mình có tài liệu yêu cầu rồi á, thì bạn BA sẽ phải làm việc với các team phát triển. Và làm việc đầu tiên là phải làm với design trước. Nếu mà mình mà làm mà mình phát triển ở tính năng trên web á, trên app á, thì mình sẽ phải làm với điều cái designer để mình thiết kế gọi là UI design. Có UI design rồi thì mình sẽ làm tiếp với các team phát triển, team dev, để thực thi những cái solution mà mình đã đề xuất và mình được chốt rồi ạ. Đấy. Thì sau khi mà phát triển xong thì công việc của ta không dừng lại ở đó. Chúng ta sẽ tiếp tục là đo đạc và monitor cái sản phẩm, tính năng của mình, xem là liệu nó có hoạt động đúng theo cái mong muốn của mình không này, nó có hiệu quả không, trong quá trình hoạt động nó có gặp vấn đề gì không, có lỗi gì không, khách hàng có gặp khó khăn trong quá trình sử dụng không. Đó, tất cả những cái việc đấy thì nó sẽ dẫn đến là mình sẽ có những cái đề xuất là cải tiến liên tục, cải tiến sản phẩm liên tục, và nó phải phù hợp và ngay lập tức. Có những cái thay đổi liên tục ấy, nó sẽ không dừng lại chỉ việc là làm xong và bỏ đó. Đó. Đấy là trách nhiệm của một bạn BA ở trong tổ chức rất là nhiều, đúng không ạ? Trong một cái quy trình từ khi mà research này, có idea về sản phẩm này, nghiên cứu, phân tích, viết tài liệu, đấy là phát triển. Rồi đến sau phát triển chúng ta vẫn tiếp tục phải hoàn thiện sản phẩm nhiều hơn nữa. Thế thì để làm được việc đấy thì một bạn BA cần có cái bộ skill set như thế nào, và con đường sự nghiệp của bạn BA nó sẽ ra sao, thì chúng ta sẽ đi tiếp vào phần 2. Okay. Đầu tiên là
lúc nãy chúng ta có định nghĩa là bọn bạn BA là cái bạn mà có thể là nghĩa là xác định được những cái vấn đề hoặc là những cái nhu cầu trong tổ chức đúng không? Để đưa ra các giải pháp phù hợp. Thì cái core skill của bạn BA đó là muốn xác định được vấn đề, muốn trao đổi để lấy thông tin đó, thì chúng ta phải có một cái skill về communication và gọi là đại khái là phối hợp hợp tác với các bên rồi giao tiếp rất là tốt thì mình có thể là lấy được yêu cầu của các bên hiệu quả. Đấy, sau đấy là kỹ năng, vì là mình xác định vấn đề và đưa ra giải pháp thì chắc chắn là mình phải có kỹ năng gọi là giải quyết vấn đề. Cái kỹ năng gọi là core skill rồi của bạn VA. Và chúng ta phải có một cái gọi là tư duy về phân tích, tư duy phản biện, tư duy phân tích cực kỳ tốt. Thì từ đấy chúng ta mới xác từ cái vấn đề mình gặp phải này, từ những cái gọi là điều kiện của mình thì mình sẽ xác định được là chúng ta đang có những cái vấn đề gì này, xác định nhu cầu rồi phân tích ra xem là chúng ta có thể có những cái giải pháp gì phù hợp. Và tại sao mà cái gọi là critical thinking ấy nó quan trọng, là vì một vấn đề chúng ta phải nhìn bằng nhiều chiều khác nhau, chúng ta phải nhìn dưới nhiều góc độ khác nhau thì mới có thể là xác định được là liệu đấy có thực sự là vấn đề không, và có cái giải pháp nó có thể cân bằng được nhiều 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 nghĩa là nó sẽ ảnh hưởng nhiều bên đó. Đó thì cái giải pháp của chúng ta phải cân bằng được các yếu tố đó. Và kỹ năng gọi là đàm phán, kỹ năng phân tích, nghĩa là mình có thể là xác định giữa đánh giá giữa chi phí và lợi ích ấy, thì chúng ta lựa chọn giải pháp nào. Vì một vấn đề hoặc là một bình thường chúng ta sẽ nói là một bài toán sẽ có nhiều cách giải đúng không, thì mỗi cách giải bao giờ nó cũng sẽ có những cái ưu nhược điểm riêng, thì chúng ta sẽ phải là cái người có thể là thu thập thông tin để mà đánh giá được là mỗi cái giải pháp đó nó sẽ có ưu nhược điểm như thế nào, chi phí lợi ích ra sao, chi phí có thể là chi phí phát triển này, chi thời gian phát triển này đúng không, nguồn lực phát triển, lợi ích thì có thể là liên quan đến lượng người dùng, hoặc là có những cái nó sẽ liên quan đến doanh số, hoặc là có rất nhiều thứ khác nữa mà chúng ta cần phải đánh giá. Thì dựa trên những cái đánh giá của mình á, thì chúng ta cần phải, tại sao mà negotiate để cạnh cái này, là mình phải đàm phán với các bên để cùng thỏa thuận thống nhất lên là chọn phương án nào cho nó phù hợp. Thì sẽ đi tiếp đến cái gọi là bộ skill mà gọi là mình là BA mà mình là phân tích kinh doanh, phân tích nghiệp vụ, thì cái skill về phân tích nó sẽ gồm cái gì? Nhưng mà chỉ nói là về facilitate stage này thì là mình nghĩ là mình điều phối này, mình tại sao cần điều phối vậy, mình sẽ phải lấy yêu cầu từ rất nhiều bên thì mình phải biết cách điều phối, xác định là ai là cái người quan trọng để mình có thể là và có ảnh hưởng trong cái công việc của mình á, để mình có thể là lấy yêu cầu từ họ, tôi gọi yêu cầu từ họ. Sau đó là kỹ năng rất quan trọng của bạn BA cần có, đấy là kỹ năng viết tài liệu, tại vì BA sẽ là cầu nối giữa bên kinh doanh và bên phát triển, thì cái người là cầu nối đấy người ta coi như là phiên dịch viên đi, nếu phiên dịch viên thì mình phải phiên dịch, hãng phiên dịch viên thì phải viết tốt, nói tốt, làm sao để cho hai bên cùng hiểu được đúng không? Với bên business thì họ sẽ có thể hiểu sơ bộ, họ không hiểu về tech thì họ vẫn có thể hiểu được là cái yêu cầu của họ đã được đáp ứng chưa. Với bên phát triển kỹ thuật thì cái tài liệu của mình có đủ để cho họ có thể phát triển được không? Đấy, thì cái kỹ năng viết phải cực kỳ tốt. À, cái kỹ năng phân tích thì chắc chắn rồi, và decision making là một cái kỹ năng rất là quan trọng, vì đó như lúc nãy trong cái core skill á, thì chị cũng nói rồi là khi mà mình phân tích xong, mình đánh giá xong á, thì mình cũng phải là một cái người kiểu mình cũng phải có những cái quyết định riêng của mình đúng không, để mình có thể có đề xuất, mình đưa ra phương án 1, 2, 3, thì mình cũng có thể là với cái góc nhìn của tôi sau khi đánh giá ưu điểm của từng giải pháp thì tôi có thể đề xuất một cái phương án như thế này, mình phải đưa ra được cái đề xuất nhất định như thế để cho mọi người, nghĩa là người mà người ta nhận cái đề xuất của mình á, người ta có thêm thông tin thì là quyết định. Cái visual modeling, cái này kỹ năng cũng đi kèm với kỹ năng viết thôi, viết thì nhiều khi là viết bị dài quá ấy, thì mình có thể là dùng cái mô hình hóa ấy. Mọi người có thể không đọc kỹ đọc tài liệu ngay, là nhìn nhìn nhiều chữ người ta hơi bị sợ, thì mình sẽ dùng những kỹ năng mô hình hóa như vẽ sơ đồ ấy. Mọi người sẽ hay gọi là vẽ sơ đồ này, vẽ flow chart đó, để cho mọi người có thể xem nhanh được là cái giải pháp mình sơ bộ nó như thế nào, có cái gì không hiểu thì người ta sẽ quay vào người ta đọc cái tài liệu đặc tả hoặc tài liệu chi tiết hơn đó. Và các cái công cụ khác của BA, công cụ vẽ rồi công cụ test đó, thì mình sẽ tìm hiểu dần sau. Ok, tiếp theo cái bộ skill nữa là soft skill, để mình làm tốt được, mình làm cầu nối được thì chắc chắn là mình phải có khả năng là tạo mối quan hệ tốt.
khả năng communication tốt thì nó sẽ liên quan đến cả tạo mối quan hệ tốt nữa. Cái thứ hai là cái phần hai cái chị ở đây thì thấy rất là hay, đấy là phần share managing với cả tech skill. Tại vì mình làm với nhiều bên thì chắc chắn là mình sẽ, khi mà mình là cái người mà chuyên nhìn và thấy vấn đề và mình là người đưa giải pháp á, thì đâu đấy nó cũng sẽ động chạm và có nhiều conflict giữa các bên lắm đó, thì lúc đấy nó sẽ cần là cái gọi là thick skin á, để mình có thể là mình vẫn phải nhảy vào khi có vấn đề, mình vẫn phải nhảy vào chỗ đấy để mình xử lý nó đó. Và share managing ở đây thì ngoài cái việc là thick skin ra thì mình nhiều khi là có, mình phải quản lý cảm xúc của mình này, hoặc là bản thân là mình có những bạn là rất thích vào đi vào chi tiết, nhưng mà nhiều khi á cái việc đi sâu quá sâu vào chi tiết nó không cần thiết quá và nó có tốn thời gian, tốn nguồn lực, thì chúng ta cũng phải manage được mình để nó ở dạng nó vừa đủ và phù hợp với cái nhu cầu của tổ chức tại thời điểm đấy. Đó, thì đấy là những cái ví dụ cơ bản cho cái self managing. Và cái cuối cùng là một cái, đây là chắc chắn là khi mà bạn bắt đầu làm BA hoặc thậm chí là những cái BA lâu năm như bọn chị thì đều gặp phải. Đấy là chúng ta phải có cái kỹ năng mà chúng ta ứng phó với những cái yêu cầu nó không rõ ràng ấy, nó mơ hồ. Sẽ thường là mình nếu mà có yêu cầu đấy thì sếp chỉ bảo là anh muốn kiểu cắt giảm chi phí năm nay chẳng hạn, hoặc là muốn tăng doanh số, những cái rất là mơ hồ, nó quá là gọi là nó quá là tầm vĩ mô, thì làm sao để chúng ta có thể xác định được là chúng ta nên làm gì trong cái điều kiện hiện có đó, thì cái đấy cũng là cái skill mà một bạn BA cần phải ứng phó. Chúng ta không phải sợ hãi, chúng ta sẽ bắt đầu dùng các cái kỹ thuật của mình, ví dụ như là làm những cái gọi là trao đổi tương tác rồi làm rõ yêu cầu, từ đấy mình sẽ rồi những cái kỹ năng phân tích rồi đưa giải pháp, và sau đấy là mình có thể đưa một số solution cụ thể đó, cả những cái mà mình đánh giá được á, mình sẽ đưa solution là trong giai đoạn này thì em sẽ làm gì, giai đoạn sau em sẽ làm gì để đáp ứng được yêu cầu của anh đó, thì là những cái mình sẽ phải đối mặt hàng ngày, mình sẽ phải làm. Ok, thì như lúc nãy chị vừa chia sẻ với mọi người về những cái skill mà bộ skill set nào bạn biết cần có rồi, thì chúng ta sẽ đi qua một chút về cái gọi là sự nghiệp của bạn BA nhé. Thì BA thì là một cái lĩnh vực khá là rộng, khá là rộng. Nó có thể là một cái job title, nó cũng có thể gọi là skill cũng được, vì ở đâu chúng ta cũng sẽ cần cái một cái người làm vai trò của BA. Có thể là cái phòng ban đấy không có một cái job title là business analyst, nhưng mà người ta vẫn cần những cái người mà có cái chuyên môn nghiệp vụ và có cái trách nhiệm là nhiệm vụ công việc ạ, là phải làm giống như bạn BA, đó là đại ý là nhận yêu cầu rồi phân tích yêu cầu, đề xuất giải pháp đấy, gọi chung chung là như vậy. Thì chúng ta sẽ thấy là chị sẽ ở đây sẽ nhìn một cái tổng quan, ở đây có một cái mô hình thiết kế phần mềm, nhưng mà chúng ta sẽ nhìn đâu đấy là nó sẽ cover hết từ kinh doanh cho đến kỹ thuật đó. Thì với chị đây là một ví dụ của một cái việc phát triển phần mềm, thì để ví dụ như phát triển phần mềm đâu đấy nó phải chắc chắn là nó phải đi từ một cái nhu cầu kinh doanh nào đấy, nó không thể tự dưng mà tôi nghĩ là một cái web, một cái app rồi tôi thích làm những tính năng gì đấy gọi là fancy thì không có người dùng đúng không ạ, nó phải đi từ một cái nhu cầu kinh doanh cụ thể, và nhu cầu kinh doanh đấy thì nó sẽ phải bắt đầu từ team gọi là team kinh doanh này, team phát triển sản phẩm này, hoặc là team vận hành, tất cả bộ phận nào mà cần số hóa quy trình sản phẩm nghiệp vụ của họ thì họ sẽ đều có cái nhu cầu là nó sẽ đều có nhu cầu là mình sẽ phải làm việc trong cái phần gọi là cái kết quả cuối cùng ấy. Đấy thì nó sẽ ra một cái phần mềm như đấy. Thì cái bước đầu tiên á, đấy là mình sẽ phải muốn số hóa được thì mình sẽ phải thiết kế được cái quy trình vận hành sản phẩm đúng không? Đó. Thì ngay cái giai đoạn này là chúng ta đã cần phải có BA rồi. Và skill của bạn BA này nó sẽ đây, ở đây sẽ là các bạn này sẽ thiên về làm phân tích sản phẩm, hiểu sản phẩm đấy, phân tích sản phẩm và đưa ra những cái đề xuất, nữa là mình sẽ là đề xuất về quy trình sản quy trình kinh doanh này, quy trình vận hành của sản phẩm đó. Thì ở trong những cái phòng ban đấy chúng ta sẽ gọi những cái bạn này role là process BA hoặc là business BA, thì những cái bạn này sẽ thường nằm ở trong cái phòng gọi là phòng phát triển sản phẩm này, phòng vận hành này, hoặc là phòng kinh doanh đó, thì sẽ có những cái bạn như thế này.
Tiếp theo đấy là khi mà đã có một cái yêu cầu cụ thể về việc là tôi muốn đẩy cái quy trình này, số hóa quy trình này này, tôi muốn cho khách hàng của tôi có thể lên trên web hoặc trên app để có thể là mua được sản phẩm của tôi. Đó, thì bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu thấy là cần có một cái web hoặc cái app để cho khách hàng tương tác, đúng không? Hoặc là đơn giản là trong bộ phận vận hành của mình ấy, ở gọi là back office ấy, thì cũng sẽ cần có một cái phần mềm để các bạn nghiệp vụ bạn ấy lên, bạn ấy thao tác để làm những cái nghiệp vụ của họ. Thì lúc đấy chúng ta sẽ xuất hiện một cái bạn chuyên thiết kế web và app, chuyên thiết kế tính năng cho web và app, làm yêu cầu cho web và app, thì cái bạn này sẽ gọi là front end BA. Đó. Sâu hơn nữa ở cái tầng gọi là tầng thiết kế kỹ thuật, gọi là ở đây là gọi là kỹ thuật, nhưng mà chị nghĩ là nó sẽ nghĩa là thiết kế về phần mềm bên dưới. Nếu mà chúng ta sẽ tìm hiểu lát nữa thì chúng ta có thể là nói qua một chút về một cái nghĩa là gọi là component, system component ấy. Trong một component thì thường nhá, chị nói sơ luôn, đấy là nó sẽ có front end, sau đấy là nó có back end. Back end là những cái nơi mà xử lý logic của sản phẩm. Front end thì là nơi mà khách hàng tương tác với chúng ta, đấy là web, là app này. Back end là logic của hệ thống, nó sẽ nằm ở back end. Sau đến tầng gọi là tầng database á, là cái tầng lưu trữ dữ liệu. Lưu trữ dữ liệu đó. Thì cái phần back end á thì sẽ có các bạn mà chuyên thiết kế cho cái phần back end này, thì chúng ở trong các doanh nghiệp người ta sẽ gọi là back end BA hoặc là core BA. Đó, giờ đi sâu một chút nữa là cái phần thiết kế dữ liệu thì sẽ có các bạn core BA có thể làm luôn được, hoặc là sẽ có một số công ty thì sẽ có các bạn gọi là data analyst, các bạn này sẽ làm cái nhiệm vụ này. Thì với những cái tổ chức lớn ấy, với những cái tổ chức lớn thì mọi người sẽ thấy là các bộ phận này sẽ được chuyên môn hóa khá là nhiều, thì mỗi cái bộ phận này sẽ có các bạn BA riêng và sẽ được chia thành những cái nhóm theo những cái chức năng nhiệm vụ của từng nhóm đó. Còn nếu như mà những cái tổ chức nhỏ hơn á, nhiều công ty dựng startup thì sẽ không chia rõ như thế này đâu, mà một bạn có thể làm 2 trên 4 hoặc là 3 trên 4 hoặc cả 4 cái nhiệm vụ này luôn. Thì lúc đấy là các bạn ấy sẽ phải tự bổ sung các cái skill để có thể đáp ứng được nhu cầu công việc của mình. Cái phần liên quan đến architectural design với cả data design ấy, thì thường là các bạn dev gọi là developer ấy, sẽ hỗ trợ BA làm, chứ một mình các bạn BA sẽ không thể làm được hết mọi thứ đâu. Đó. Thì mình sẽ có câu hỏi là chị thấy có một số bạn hỏi là thế thì các doanh nghiệp hoặc tổ chức nào sẽ cần cái vai trò của BA? Đó, thì như lúc nãy chị vừa nói ấy, thì là ở đâu cũng sẽ cần phải lúc nào cần có một người là đưa giải pháp để xử lý các vấn đề của họ, đúng không? Mà doanh nghiệp nào cũng có vấn đề cả, phòng ban nào trong doanh nghiệp có, mà các phòng ban trong doanh nghiệp cũng sẽ có, luôn luôn có vấn đề, và họ luôn luôn cần phải, nghĩa là cải tiến, luôn luôn cần phải phát triển liên tục, đúng không? Không ai muốn dừng lại một chỗ cả. Đấy, thế nên là cái vị trí BA á, nó sẽ cần trong mọi tổ chức. Chỉ như chị nói là nó có thể là một số công ty người ta không gọi là tôi tuyển business analyst, tôi không tuyển BA, nhưng mà tôi cần cái vị trí mà làm cái nhiệm vụ là tiếp nhận yêu cầu này, đề xuất giải pháp, thiết kế quy trình vận hành, hoặc là đó, những cái nhiệm vụ như thế, những cái công ty như thế thì nó người ta sẽ không gọi là BA. Người ta chỉ cần cái vai trò thì thôi. Đâu đấy là với các bạn mà có BA skill thì vẫn có thể làm được hết, đáp ứng hết. Đó. Thế thì ai là cái người phù hợp để trở thành BA? Đúng không? Thì bất cứ ai cũng có thể làm được cái việc đấy. Nếu như các bạn mà có cái domain knowledge, cái background hoặc kinh tế tài chính á, thì các bạn ý như lúc nãy chị quay lại cái sơ đồ này, các bạn mà có background về kinh tế tài chính ấy, thì các bạn ấy sẽ gọi là có cái thế mạnh, cái lợi thế để làm trong cái việc là những cái bạn làm process BA hoặc business BA này. Đó, lợi thế của các bạn ấy sẽ làm tốt cái vai trò này vì các bạn ấy hiểu rất dễ tiếp thu và dễ hiểu sản phẩm và quy trình dịch vụ của công ty, và các bạn ấy có thể học thêm những cái liên quan đến technical để đi tiếp thêm sâu thêm về gọi là ITBA. Còn các bạn mà làm process BA hoặc là biz BA này thì thường chúng ta gọi là non ITBA đó. Còn từ cái tầng interface này xuống cái tầng data design thì người sẽ gọi là ITBA. Một số thuật ngữ chị sẽ lồng thêm vào đây luôn. Okay. Đấy, còn những cái bạn mà thuộc cái ngành kỹ thuật á, thì sẽ có lợi thế là họ sẽ hiểu về dễ hiểu hơn nhá. Chị thấy là nó có lợi thế là họ tiếp thu nhanh hơn về mặt kỹ thuật. Khi mà mình làm việc với các bạn dev thì các bạn ấy sẽ nói chuyện dễ với nhau hơn,
nhưng không có nghĩa là các bạn BA mà học ngành kinh tế tài chính thì là kém lợi thế hơn đâu. Vì thực tế là chị với chị Minh Hương đây cũng đều không phải là người học kỹ thuật mà bọn chị học cân kinh tế ra cả, chị học ngoại thương. Đó. Và sau đấy là đồng thời xô đẩy chị đi làm và bọn chị bắt đầu sẽ tiếp xúc với các bạn dev, bọn chị tự học thêm về thuật, học sẽ không sâu đâu. Một bạn BA sẽ chỉ cần hiểu là các component của hệ thống như thế nào, các cái component đấy liên kết với nhau ra sao, xử lý thế nào, thì mình sẽ là người mình làm việc, mình đưa yêu cầu các bạn dev xử lý cho mình. Đó. Đấy. Thì mình làm BA thì mình sẽ phải cần có một cái gọi là cái career path đúng không? Con đường sự nghiệp. Thế thì con đường sự nghiệp của bạn BA là như thế nào? Em cứ ở mãi như làm BA hay em có thể dễ nhánh, dễ ngang dễ dọc như thế nào ạ? Thì ở đây có một cái chị lấy trên mạng thôi, nhưng mà chị thấy nó rất là sát, là mọi người thì thấy là để vào làm BA này thì ở đây mọi người thấy tất cả các cái vị trí gọi là fresher không nói nhá, fresher là chúng ta giống từ giấy trắng, bạn nào như nhau rồi, nhưng những cái bạn mà đang làm ví dụ như customer support này, các bạn làm tester này, các bạn làm developer, hoặc là những cái bạn là đang nằm trong các bộ phận phát triển sản phẩm, từ bộ phận kinh doanh ấy, hoặc vận hành ấy, nếu như có mong muốn trở thành BA thì chúng ta hoàn toàn có thể chuyển đổi và học thêm các skill của BA để làm. Thì nó chỉ hơn nhau cái là chúng ta có, mỗi bạn có một cái lợi thế về gọi là domain knowledge riêng, những cái background riêng thì sẽ có lợi thế riêng của mình, nhưng mà mình chúng ta vẫn phải học thêm những cái skill của skill set của BA ấy, để chúng ta làm được việc đó. Thì đó, thì từ 1 đến 3 năm thì chúng ta sẽ gọi là junior BA này. Sau đấy nhá, sau đấy thì chúng ta có thể phát triển lên, là ví dụ mình có thể là đi tiếp mình làm senior BA, hoặc một số bạn còn dễ dễ thêm là system analyst. Thì thực ra nó đâu đấy ở Việt Nam thì chị thấy nó sẽ dễ hình business solution á, hoặc là những cái bạn phân tích sâu về gọi là core BA á, thì nó sẽ dễ ra cái ngành đấy. Hoặc một số bạn là mình có background khi làm business analyst rồi, thì mình có background là mình đã hiểu sản phẩm rồi, mình hiểu quy trình nghiệp vụ rồi, thì chúng ta có thể là học thêm những cái kỹ năng về xử lý dữ liệu để chúng ta trở thành data analyst đó. Hoặc là một số bạn ấy mà có khả năng gọi là facilitation tốt, điều phối tốt này, quản trị dự án tốt, quản trị con người, có những cái kỹ năng gọi soft skill tốt đó, đó thì các bạn ấy có thể phát triển để thành gọi là quản lý dự án này, có thể là product manager hoặc account manager. Đó, chị thấy một số bạn khi mà hiểu hệ thống rồi còn đi kiểu đóng cái vai account manager, là kiểu đi sale giải pháp ấy, đi sale giải pháp cho doanh nghiệp ấy. Đó, mình có cái background rồi, mình hiểu, mình có thể nói chuyện được với khách hàng đó. Hoặc là mình tiếp tục làm senior BA, mình làm BA lead, mình làm BA manager đó, business solution. Đấy là cái con đường sự nghiệp mà một bạn BA có thể làm được. Còn những ở đây họ có vẽ thêm những cái enterprise architect thì nó hơi to tát quá, chị thấy nó cũng không work lắm ở Việt Nam. Thì thường là mọi người sẽ một là làm senior BA, làm đúng cái nghề này, mình làm chuyên gia trong ngành, hoặc là mình sẽ trở thành product owner này, trở thành product manager, thành project manager, account manager, business solution. Đấy là những cái mà chị thấy là thường gặp nhất ở các công ty Việt Nam, mọi người sẽ làm theo hướng đấy, phát triển sự nghiệp theo hướng đấy đó. Còn chắc ai sẽ quan tâm cái range lương, thì ra range lương thì nó cũng vô vàn lắm, nó cũng sẽ phụ thuộc vào từng công ty thôi, từng scope của công ty và cái budget lương của từng công ty, chứ nó không thể, mình không thể so sánh các công ty với nhau được. Nhưng mà đâu đấy là chị lấy một cái gọi là cái báo cáo report của bên IT Việt á, họ cũng có phỏng vấn một số bên, thì họ lấy cái bên thì các bạn mà gọi là senior BA sau này làm dễ tiếp thành product owner, product manager, thì đấy là range lương cũng khá là tốt, khoảng trên 30 triệu đó. Thì cái range lương này mình có thể tham khảo được, đấy nó cũng khá là sát. Okay. Ok, chị vừa mới đi với mọi người là về tổng quan về về ngành BA này, cái skill set của mọi người cần có và con đường sự nghiệp của mọi bạn BA có thể có. Thì chị thấy chị độc thoại cũng lâu, thì nếu mọi người mà muốn trao đổi luôn về cái chủ đề này ấy, thì mọi người có thể hỏi luôn được. Vâng, thì em có nhận được câu hỏi từ các bạn ở trong link form. Các bạn có bạn hỏi là, đợi em một chút. Hiện tại vị trí BA đang tuyển
intern fresher, nhưng mà rất hiếm, nếu có thì số lượng không nhiều. Vậy thì cơ hội nào cho sinh viên mới ra trường, nên tìm cơ hội như thế nào, và sinh viên mới ra trường thì nên chuẩn bị như thế nào khi mà yêu cầu ngày càng cao? Có vẻ là các bạn nó rất là, các bạn đều đang ở trong độ tuổi sinh viên và fresher BA thì các bạn quan tâm đến những cái vấn đề về tuyển dụng và về, tại vì các bạn là những người trẻ, thì chị có chia sẻ gì dành cho các bạn không? Ok, thì chị có một số chia sẻ này. Tại sao mà thực ra nhá, nếu như em xem mấy khoảng 2 năm trước ấy, thì mọi người tuyển fresher BA rất là nhiều. Mà chỉ qua làm đến cái giai đoạn này ấy, thì là bắt đầu nền kinh tế đang trùng lại ấy, thì bắt đầu các công ty bắt đầu họ sẽ có cái gọi là co hẹp cái quỹ lương lại. Họ sẽ hạn chế tuyển mới, hạn chế tuyển fresher. Và tại sao tuyển fresher? Chắc chắn họ sẽ mất một thời gian ít nhất là 6 tháng để đào tạo mọi người, đúng không? Thì 6 tháng đấy là vẫn phải trả lương bọn em bình thường, nhưng mà cái giai đoạn đấy thì gần như là mọi người sẽ chưa đóng góp được nhiều giá trị cho doanh nghiệp đó. Thì sẽ tùy vào bối cảnh kinh tế này, tùy vào cái điều kiện của công ty mà người ta có tuyển hay không, thì giai đoạn này chị nghĩ là nó sẽ ít thôi, nó sẽ không nhiều đâu, vì mọi thứ đang co hẹp lại. Thế nhưng mà vẫn sẽ luôn có những công ty mà họ sẽ có cái, họ sẽ ưu tiên tuyển fresher. Tại sao? Vì các bạn fresher đâu đấy là ví dụ như là họ sẽ cần, họ xác định là họ đào tạo bọn em xong để chuẩn bị cho những cái dự án trong một vài tháng tới ấy. Nếu mà tuyển các bạn mà gọi là senior thì sẽ chi phí rất là cao, thì họ chấp nhận là họ tuyển cho ví dụ dự án mà khoảng 3 tháng nữa chạy ấy, thì họ sẽ cái tháng này họ sẽ tuyển các bạn một loạt các bạn fresher và ta đào tạo để sẵn sàng là 3 tháng nữa thì em có thể join được vào dự án, đóng góp vào dự án. Và cái dự án đấy sẽ không yêu cầu các bạn là senior BA, cái skill nó vừa phải thôi. Vẫn còn cơ hội, vẫn có cái cơ hội đấy cho mọi người. Thì cái câu hỏi này chị Minh Hương ơi, chị có thể chia sẻ thêm với các bạn được không? À, ok. Chị chia sẻ thêm về cái câu hỏi liên quan đến là bây giờ thời buổi khi mà chúng ta có cạnh tranh nhiều, khi mà đi xin việc mà đặc biệt những các bạn fresher mới thì các bạn sẽ gặp những cái khó khăn khi mà đi xin việc thì mình các bạn nên như thế nào. Thì chị thấy rằng là nên lựa chọn, các bạn có một cái lựa chọn liên quan là internship với các bạn fresher. Hiện nay ấy, những cái bạn mà đi làm theo nghề, đặc biệt là nghề mảng công nghệ ấy, thì nên bắt đầu bằng internship. Và chúng ta hiểu rằng là khi chúng ta được tham gia vào những cái doanh nghiệp mà họ tổ chức cái chương trình về internship này, hay là talent pool này, hay BA pool ấy, thì những cái công ty đó họ đang muốn gọi là đào tạo hay là nuôi dưỡng nguồn nhân lực về về công nghệ, tức là trong đó gồm có cả BA cả tech. Thế thì đối với các bạn fresher thì chị tư vấn là các em nên tìm những doanh nghiệp mà họ đầu tư vào pool, tức là BA pool hay là làm các dự án về internship. Thì khi các em vào đó thì thực ra cái sự đòi hỏi đầu vào họ sẽ rất đơn giản. Đó là gì? Đó là cái khả năng khi em vào đó em làm được, tức là em học hỏi, em kiên nhẫn học hỏi và em chịu khó tham gia những cái đào tạo, quá trình công việc, on job và support các cái anh chị senior để mình hoàn thiện một cái dự án. Vì cái đó là cái cơ hội để cho bọn em trải nghiệm trên thực tế rằng là một doanh nghiệp người ta đang phát triển một phần mềm thì nó đi quy trình của nó như thế nào, họ đã làm những cuộc, họ có những cái bước gì. Thì cái cách tiếp cận ban đầu mình có thể tiếp cận đó là qua hình thức của internship, qua những cái pool, thì đấy sẽ là cái bước đầu tiên entry level. Đó, khi mà mình có một cái thứ hai, khi mình có một cái kinh nghiệm nào đó trong cái quá trình internship rồi thì thực ra cái quá trình internship nó cũng là một cái kinh nghiệm mà. Thì sau đó em sẽ tiếp cận tiếp theo, đó là cái kỹ năng. Thực ra sự cạnh tranh trong quá trình mà em đi tuyển dụng thì cái quan trọng là em thể hiện cái kỹ năng của em như thế nào. Như nãy chị và chị Nhân có trao đổi cho các em hiểu rằng là một số các cái core skill này, BA skill và soft skill này, đúng không? Thế thì bản chất cái kỹ năng core skill của BA chính là question, tư duy, critical thinking, rất là quan trọng. Thế thì thay vì mình chỉ có trả lời một chiều từ nhà tuyển dụng thì mình hãy đặt câu hỏi ngược lại cho nhà tuyển dụng để họ thấy rằng là mình có kỹ năng hỏi, mình có critical thinking, mình có khả năng. Critical thinking ở đây có nghĩa là gì? Em tìm hiểu sâu vấn đề, em muốn tìm hiểu rõ hơn cái nhiệm vụ
mà công ty muốn giao em khi tuyển em về là cái gì? Em muốn tìm hiểu mô hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đấy là cái gì? Đó, em muốn tìm hiểu văn hóa của doanh nghiệp đấy như thế nào? Tất cả những cái lúc mà đặt câu hỏi đó, nó đã thể hiện em là có một cái kỹ năng về BA rồi. Đó, thì đấy là những cái tip mà chị tư vấn cho những cái bạn trẻ khi mà bọn em đi tuyển dụng với cái tình hình mà bọn em nhận định là đang có rất là nhiều cạnh tranh. Ok. Cảm ơn chị Hương. Vâng ạ, em cảm ơn câu trả lời của hai chị. Thì mình có một câu hỏi nữa đến từ một bạn là nếu chưa có kinh nghiệm làm BA banking thì cần học tập kiến thức gì để làm BA ở trong ngân hàng? Câu này để chị trả lời trước nhé. Ok. Ra là BA thì đâu đấy nhá, BA là cái phần core skill như lúc nãy là cái bộ skill set của bạn BA á, thì bạn BA nào rồi lĩnh việc nào sẽ phải học đúng không? Và tất cả chúng ta sẽ học giống nhau hết, cái core skill đấy là mình sẽ phải giống nhau. Còn tùy vào cái domain mà mình join á, mình làm trong ngành ngân hàng thì mình sẽ học về sản phẩm của ngân hàng, các kiến thức của ngân hàng. Và trong ngân hàng thì cũng sẽ rất có rất nhiều bộ phận, ví dụ như là em làm BA chuyên về sản phẩm số thì em sẽ phải học về các sản phẩm liên quan đến ra khách hàng á, những cái sản phẩm đấy thì mình, và sau đấy là mình sẽ tìm hiểu là nghiệp vụ của họ khi mà bán cho khách hàng để khách hàng cá nhân thì như thế nào, khách hàng tổ chức ra sao đúng không? Hoặc là em làm trong cái bộ phận gọi là quản trị rủi ro thì sẽ cần có những cái domain knowledge về cái phần quản trị rủi ro của ngân hàng. Đấy, thế em làm BA trong ngành chứng khoán, em sẽ học kiến thức về chứng khoán. Em làm BA trong ngành thương mại điện tử thì em sẽ phải học kiến thức về của cái ngành thương mại điện tử đấy, về sản phẩm, về quy trình vận hành, về cái phần logistics của thương mại điện tử là sao. Đó, thì bản chất là cái skill set của BA sẽ là giống nhau, chỉ có gọi là domain knowledge của từng ngành á thì em sẽ phải bổ sung, em làm ngành nào phải học ngành đấy. Đó, thì cái phần này chắc là chị Hương cũng có rất nhiều kinh nghiệm, chị Hương cũng trải qua nhiều ngành rồi thì chị Hương cũng cho thêm các bạn ấy thêm kinh nghiệm giúp em nhé. Ok. Những cái chia sẻ của chị Nhân là chị cũng đồng ý và chị cũng đã thực tế trải nghiệm ra những cái như chị Nhân vừa chia sẻ. Với một domain, một BA quan trọng nhất vẫn là các cái kỹ năng, cái core skill của em thôi. Còn khi em đầu tư vào rèn luyện cái core skill đó cách chuyên nghiệp và thành thục thì dù em có tham gia vào hoạt động business kinh doanh của doanh nghiệp nào, từ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hay là chứng khoán, whatever, thì bọn em đều có phương pháp tiếp cận được tốt để làm nghề và học được đó. Khi chắc chắn là một doanh nghiệp khi tuyển các em vào, kể cả em chưa có kiến thức về ngân hàng thì họ sẽ có onboarding, sẽ có training em về thông tin về ngành, về quy trình, về sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp. Đó, cho nên cái đó các em không phải quá lo lắng. Điểm thứ hai là mình phải chủ động trong cái việc mình tự tìm hiểu, tự nghiên cứu. Đó, thì tìm hiểu ở đây thì mình sẽ làm research. Bây giờ các cái công cụ, phương tiện để em tìm kiếm và em nghiên cứu rất là nhiều. Và em hoàn toàn có thể tự self-study, research trước về domain knowledge của ngành, cái lĩnh vực mà em thực sự là mong muốn tham gia vào cái doanh nghiệp đó. Thì cái đó là cái có thể ban đầu cái kiến thức em học ấy, nó không cần thiết phải là như các bạn học chuyên ngành, em hiểu gì không? Cái mà em cần khi mà em học một cái domain knowledge của một ngành ngân hàng, ví dụ cụ thể specific về ngân hàng, thì cái cần em hiểu rất là high level ở cái mảng đó. Thứ nhất, ngân hàng là gì? Cái điều đầu tiên tìm hiểu đấy là các keyword terminology của cái product, của cái domain đấy. Ngân hàng là gì? Sản phẩm của ngân hàng là gì? Dịch vụ của ngân hàng là gì? Được chưa? Đối tượng khách hàng mà ngân hàng đang phục vụ là gì? Được chưa? Thế khi những cái keyword đó em apply chung cho tất cả các cái bộ, các cái domain khác như bảo hiểm, như vậy luôn à? Bảo hiểm là gì? Sản phẩm của bảo hiểm là gì? Dịch vụ của bảo hiểm là gì? Đối tượng khách hàng của bảo hiểm là gì? Đó. Xong từ những cái đó em tìm hiểu đó là em sẽ tự breakdown ra được và mình sẽ đi tiếp những cái gì. Đó. Tức là mình có phải có kỹ năng về research, đọc trước. Chỉ có vậy thôi. Cho nên là không phải quá lo lắng trong cái việc là mình chưa có kỹ năng, chưa có kiến thức về domain ngành. Có nghĩa là mình sẽ bị khó khăn hơn trong cái việc là mình đi xin việc. Không có. Em thể hiện được cái kỹ năng nghiên cứu, research của em tốt.
em vào em sẽ làm chủ được cái tình thế. Cảm ơn chị Hương. Bạn ấy cũng rất may, bạn ấy hỏi luôn là việc là giờ cái cơ hội cho fresher là ít vì khó khăn đúng không? Thực ra là cho cơ hội thì lúc nào sẽ có, và mình là làm sao mình làm chủ cái cơ hội đấy, và mình nghĩa là mình làm một ứng viên sáng giáng cho cái cơ hội đấy, thì chị nghĩ là luôn luôn có cơ hội cho mọi người đó. Ok, thì chúng ta sẽ quay trở lại tiếp với cái nội dung của webinar hôm nay nhé. Thì chúng ta sẽ đi tiếp đến cái chủ đề tiếp theo, đấy là liên quan đến cái việc là chuyển đổi số và làm sao trước những cái yêu cầu mới, những yêu cầu thách thức của chuyển đổi số, thì làm sao để một bạn BA có thể là mình có thể tự tin, mình vững vàng, mình có thể là tạo nâng nghĩa là nâng cao giá trị của bản thân và nâng cao những cái đóng góp của mình trong doanh nghiệp như thế nào. Chúng ta sẽ đi tiếp vào phần 3. Ok, thì để bắt đầu phần này chị muốn bách lại một chút về những cái thống kê, tại sao muốn có cái thống kê liên quan đến phần những cái ảnh hưởng của dịch bệnh COVID. Tại vì sao? Vì chuyển đổi số thì nó không phải là mới, nó đã bắt đầu manh nha và bắt đầu trên thế giới là người ta bắt đầu làm từ năm 2018-2019 rồi. Nhưng mà bản thân là lúc đấy các doanh nghiệp họ chưa ý thức được cái tầm quan trọng của chuyển đổi số trong doanh nghiệp là gì cả. Đó, và đến Việt Nam của mình cũng vậy thôi. Việt Nam mình cũng bị chịu ảnh hưởng khá là nặng nề sau COVID. Thì đã có một cái thống kê của bên Post City, họ có thống kê về cái việc là chuyển đổi số của doanh nghiệp như thế nào. Thì tác động của dịch bệnh mới thể hiện được, là lúc đấy mọi người mới thấy được là cái tiếng chuông cảnh tỉnh ấy, là tại sao chúng tôi cần chuyển đổi số. Thì sau COVID á, thì chúng ta thấy là có 87,2% là doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID, và chỉ có 11% là không bị ảnh hưởng, và 2% là vẫn duy trì hoạt động bình thường. Nghĩa là cái ảnh hưởng này cực kỳ lớn luôn. Đó, thì trong đấy phần lớn trên 35% doanh nghiệp bị ảnh hưởng đấy bị dừng hẳn luôn đó, bị ngưng hoạt động, là vì họ bị đứt gãy chuỗi cung ứng. Chuỗi cung ứng họ bị thiếu, có thể là thiếu đầu vào, bắt đầu ra vì khách hàng không còn khả năng chi trả, hoặc là liên quan đến việc vận chuyển. Có khách hàng mua thì chúng ta không thể chuyển hàng được vì bắt đầu là có những cái gọi là cái chính sách liên quan đến cách ly đúng không, giãn cách. Đó, thì những cái đấy là nó ảnh hưởng đến cái chuỗi cung ứng của họ và họ đã phải dừng hoạt động rồi. Thì khi mà COVID á, khi mà mình bị gọi là cách ly như thế, thì tất cả mọi người sẽ thấy là một cái sự bùng nổ của việc là cái ngành hàng liên quan đến đặt hàng, order, những cái đấy mọi người dễ thấy nhất đúng không? Hầu như là chị thấy là gần như cả cái ông bà già thì họ bắt đầu biết đặt hàng online, bắt đầu dùng mạng xã hội, biết quan tâm đến những cái shop ở trên online đúng không? Thì tất cả những cái đó thì nó liên quan đến việc là cái hành vi của người dùng bắt đầu chuyển dịch rồi. Họ sẽ tìm cách nào đấy để họ tiếp tục cuộc sống của họ một cách bình thường nhất có thể, đúng không? Thì bắt đầu là ở đây bên Post City họ đã có những survey với các doanh nghiệp, thì chỉ có khoảng 20% doanh nghiệp là đã số hóa quy trình chức năng kinh doanh của họ một cách đầy đủ thôi, còn lại là lõm bõm. Thì ngày xưa thì các doanh nghiệp người ta sẽ có cái tư duy là tôi kiểu cố gắng là mình hạn chế thủ tục giấy tờ, chứ mình không quan tâm đến cả một cái chuỗi giá trị của doanh nghiệp mang đến cho khách hàng, nên là họ sẽ đâu đấy khi mà có những cái biến cố bất ngờ xảy ra, họ sẽ không có thể phản ứng kịp thời và sẽ bắt đầu đứt gãy chuỗi cung ứng của họ, gọi là value chain thì là bắt đầu đứt gãy value chain, và lúc đấy là họ sẽ bị ảnh hưởng. Ok, để đi tiếp, đấy là ngoài cái việc là doanh nghiệp bị ảnh hưởng thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến người lao động đúng không? Thì mọi người thấy gần đây trên báo đài liên tục nói đến cái việc các công ty lớn, tập đoàn lớn ở nước ngoài giống như kiểu Facebook, như là Spotify, hay là những cái mình Twitter, Zoom, những cái công ty lớn đó, thì mọi người thấy là cái mức độ cắt giảm nhân sự thì nhiều, tại vì họ là các công ty đa quốc gia nên là cái số lượng nhân sự của họ cực kỳ lớn, và số lượng lớn đấy thì chỉ cần là họ cắt giảm 5-7% thôi á, là cái số lượng nhân sự vô cùng nhiều rồi. Đấy, họ có thống kê là chỉ với 50 công ty thôi mà đã cắt giảm đến 90.000 việc trong năm 2022, và cái việc cắt giảm đấy vẫn tiếp tục diễn ra trong năm 2023 và dự biến bây giờ trong quý 1 đã hết rồi đúng không? Là vẫn tiếp tục, và đến nó sẽ tiếp tục diễn ra trong năm 2023 nữa. Thì người ta gọi cái này là mass layoff. Tại sao gọi là mass layoff? Là người ta những cái có khoảng ít nhất là tối thiểu 500 nhân viên mất việc trong vòng 30 ngày, hoặc là một công ty có thể cắt giảm đến 1/3 nhân sự, thì người ta sẽ gọi là mass
nghĩa là cái ảnh hưởng của dịch bệnh nó cực kỳ lớn trên thế giới rồi. Vậy thì với Việt Nam ra sao? Ra Việt Nam thì nó, bản chất là chúng ta sẽ chỉ nghe tin đồn thôi, còn chị không thể có một cái thống kê nào cụ thể về cái việc là cắt giảm nhân sự, làn sóng cắt giảm này ở Việt Nam hết. Thế nhưng mà mình sẽ thấy là một số cái ngành bị ảnh hưởng nặng nề là ngành dịch vụ ấy, ví dụ như bất động sản, bảo hiểm. Đó, những cái ngành mà có tỷ lệ ví dụ sale lớn á, thì sẽ thấy bắt đầu là cái tỷ lệ nhân sự bị giảm khá là lớn. Đấy, thì mọi người sẽ có thể nhìn thấy đâu đấy là ở Việt Nam cũng đang ảnh hưởng, mà chẳng qua cái làn sóng đấy nó không rõ, tại vì các công ty của mình đâu đâu đấy nó cũng không quá lớn, không có tác động quá nhiều giống như các tập đoàn lớn ở trên thế giới như Meta, như Facebook ấy, mọi người gọi là Facebook đúng không? Đó, Meta rồi Zoom hay là Dell á, thì nó sẽ không có nhiều như thế. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy vì ngay cơ bản là ví dụ như mọi người tìm việc cho fresher rồi, mọi người thấy bắt đầu ít đi rồi, chứ ngày xưa rất là nhiều các công ty sẵn sàng là bỏ ra gọi là hình thức gọi là đào tạo pool á. Chị Hương có chia sẻ hình thức đào tạo pool đúng không? Đấy là hình thức là cho mọi người đến đấy train một nhóm, sau khoảng 3 tháng, 6 tháng thì mọi người người ta sẽ nhắc ra những cái bạn mà sáng giá thì người ta gọi là cho lên thử việc và tiếp tục công việc của mình. Những bạn mà kém hơn thì gọi là coi như kết thúc việc học và hoàn thành. Đó. Thế thì tại sao cần chuyển đổi số và chuyển đổi số là gì? Ở đây nhá, có những cái định nghĩa về chuyển đổi số nó khá là mơ hồ. Mọi người sẽ có thể thấy là đọc trên mạng thì nó cũng chỉ đơn giản là chuyển đổi số là cái việc là mình luôn luôn mình thay đổi, mình cải tiến liên tục, và nó không đơn giản chỉ là những cái thay đổi tối ưu một số cái nhiệm vụ ở trong tổ chức nữa, mà nó thực sự là một cái gọi là thay đổi cuộc chơi ấy, trên thế, và nó là những cái yêu cầu cần có cho với những cái thay đổi về công nghệ của ngày nay, hoặc là với ông Perry Hewitt này, đấy là ông cái sáng tạo của cái đúng với trung tâm chuyển đổi số luôn ở Harvard University á, thì ông ấy nói là đây thực sự là một cái yêu cầu đối với gọi một cái game mới và chúng ta phải join vào nó. Thì chúng ta không phải là chuyển đổi số không chỉ đơn giản là đưa cái việc kinh doanh của bạn, nghĩa là sản phẩm dịch vụ của bạn lên trên internet để cho khách hàng có thể tiếp cận được, mà nó sẽ là một cái thay đổi cực kỳ lớn trong tổ chức và nó sẽ phải liên tục. Đấy, nó là nghĩa là mình sẽ phải liên tục mình thay đổi, và nó cần thay đổi từ cả văn hóa tổ chức và thay đổi định kỳ qua nhiều năm. Đấy, thì những cái định nghĩa về đi chuyển đổi số như này nó cực kỳ là mơ hồ đúng không? Vì bản chất là vì mơ hồ như thế, thế nên là chúng ta sẽ có một số cái nhầm lẫn nhất định về chuyển đổi số. Ở đây có một cái người ta chỉ gọi là ví dụ thôi, nhưng chị thấy rất là hợp lý và hơi funny một xíu. Ví dụ như là khi mà một ông CEO á, người ta nói là năm nay chúng ta sẽ chuyển đổi số nhé, thì thực ra trong đầu họ đang nghĩ đến việc là họ sẽ làm một chuỗi các cái nhiệm vụ, như là ví dụ như là update website này, làm một số cái nhiệm vụ là làm tính năng này tính năng nọ, rồi mua phần mềm, đấy là để tăng doanh thu hoặc là giảm chi phí. Đó. Nếu một ông gọi là CMO, đấy là cái ông chief về marketing á, ông ấy nói là chúng tôi sẽ chuyển đổi số trong lĩnh vực marketing, thì họ đang hình dung là họ sẽ tiêu tiền để làm digital marketing hoặc là họ thiết kế lại website. Đó, thì cái đấy đối với họ là chuyển đổi số. Còn với ông CIO á, là cái ông chuyên về gọi là chief information officer, thì ông ấy nói về chuyển đổi số thì bản chất là trong đầu ông ấy nghĩ là ông ấy sẽ mua một loạt các cái hệ thống phần mềm hỗ trợ trong chuyển trong doanh nghiệp, hoặc là họ là launching một website mới chẳng hạn, thì họ cũng nghĩ đấy là chuyển đổi số. Còn với CFO mà nói tôi sẽ đầu tư vào chuyển đổi số, thì họ đang nghĩ là mình đang số hóa một số cái sản phẩm dịch vụ làm sao để tăng năng suất, giảm chi phí, đại khái là như vậy. Với các cái ông mà chuyên làm gọi consultant, những ông consultant về chuyển đổi số, thì ông thực ra bản chất là ông sẽ tư vấn cho chúng ta rất nhiều giải pháp để làm sao chúng ta có thể tiêu tiền một cách hiệu quả hơn. Đó. Hoặc là với các cái đại lý về digital đó, thì bản chất là với họ là cũng gọi là chúng ta áp dụng về agile. Agile nghĩa là cái phương pháp phát triển gọi là linh hoạt á. Thế lát nữa chị có thể nói qua lại ý là chúng ta sẽ không quá đi sâu, chúng ta không, nghĩa là không làm một cái sản phẩm lớn, mà chúng ta sẽ trẻ nhỏ sản phẩm thành những cái gọi là MVP, những cái step nhỏ hơn, để chúng ta có thể launching sản phẩm đến cho khách hàng nhanh nhất có thể và nhận phản hồi, và sau đấy là tiếp tục cải tiến. Đó.
Đấy thì đâu đấy thì mỗi một người ở một vị trí hoặc là một gọi là một cái phòng ban khác nhau á, một cái góc nhìn khác nhau, họ đang nhìn và hiểu chuyển đổi số theo những cái định nghĩa khác nhau, những khái niệm khác nhau như vậy. Thì thực sự cái định nghĩa về chuyển đổi số nó khá mơ hồ đúng không? Bản chất là chuyển đổi số thì chúng ta có thể hình dung nó có 3 step mà một doanh nghiệp sẽ phải đi qua. Đầu tiên á là digitization, ý là chúng ta cố gắng là tối giản những cái gì phải dùng giấy tờ, chúng ta số hóa nó. Ví dụ ngày trước là chúng ta ghi sổ mua bán, chúng ta có thể ghi chép vào sổ, bây giờ chúng ta cho lên Excel và chúng ta cho vào các file ghi lưu trữ trên máy tính á, thì gọi là digitization, hạn chế giấy tờ, hạn chế đó. Đến bước tiếp theo nữa là phần có thể số hóa quy trình, nghĩa là ngoài cái việc là mình đẩy gọi là tin học hóa nhé, cái bước đầu tiên á, gọi là tin học hóa một số nghiệp vụ cơ bản, thì chúng ta sẽ có thể đi tiếp đến gọi là cái bước gọi là số hóa quy trình nghiệp vụ để làm sao được tăng cái hiệu quả kinh doanh, tăng doanh thu, giảm chi phí ở đây đó. Chúng ta bắt đầu là đẩy các thứ, là sẽ cố gắng là hạn chế những cái bước phải làm manual trong tổ chức đó, tinh giản rồi tối ưu quy trình sản xuất, quy trình kinh doanh, quy trình vận hành. Phải qua hai bước này rồi bắt đầu chúng ta mới làm chuyển đổi số. Vì sao? Vì chuyển đổi số nó ở tầm công ty và cả công ty phải tham gia vào chuyển đổi số, chứ nó không nằm ở riêng một phòng ban nào cả. Không phải năm nay tôi số hóa quy trình phát triển sản phẩm, hoặc là tôi số hóa quy trình vận hành, thì cái đấy nó chỉ là đơn giản là số hóa quy trình sản phẩm dịch vụ thôi. Còn để chuyển đổi số là cả doanh nghiệp sẽ phải chuyển mình, là cả quá trình doanh nghiệp sẽ phải thay đổi, và nó thay đổi cả một cái business model luôn. Với tầng lãnh đạo thì họ sẽ thay đổi business model, và chúng ta là các bạn BA thì trong những cái thách thức của chuyển đổi số ấy, thì muốn chuyển đổi số được thì khi mà mình thay đổi business model thì chắc chắn quy trình vận hành, quy trình kinh doanh của mình sẽ thay đổi, ta phải tìm cách tinh gọn nó. Và đến 70% khách hàng được khảo sát thì người ta đều thấy rằng là trong một cái môi trường mà các sản phẩm của, nghĩa là đã cả các nhà cung cấp với các sản phẩm sẽ giống nhau đúng không? Bây giờ mình làm thế giới phẳng, sản phẩm cạnh tranh giống nhau, các công ty đều số hóa quy trình dịch vụ của mình, đều có thể cho hàng lên online mua hàng, có thể mua dịch vụ của họ trên web, trên app được, thì đâu sẽ là cái lựa chọn khách hàng, doanh nghiệp nào sẽ được khách hàng lựa chọn? Thì đến 70% những khách hàng mà được khảo sát, người ta nói rằng đấy là cái cá nhân hóa, cái tính cá nhân hóa rất cực kỳ quan trọng. Họ sẽ lựa chọn những cái doanh nghiệp nào có uy tín tốt này, có cái sự cá nhân hóa nó khác biệt, cảm giác là người ta được kiểu shop, nó nghĩa là cái dịch vụ nó tốt hơn ấy. Đấy là cái trải nghiệm người dùng cực kỳ là quan trọng đó. Thì những cái thách thức này với một doanh nghiệp thì với VA chúng ta có thể đóng góp được việc trong việc cải tiến quy trình vận hành này, làm liên hóa số hóa nó tốt hơn này, và quan trọng nữa là cái tăng trải nghiệm khách hàng. Tăng trải nghiệm khách hàng thì có thể nhiều bằng nhiều hình thức. Ở trong cái digital transformation này á thì là có một thứ rất là quan trọng, thì là chúng ta bắt đầu phải ứng dụng, thực sự là mình phải khai thác dữ liệu ở đây. Ở trong phần ở cái step 2 này là số hóa, chúng ta đã bắt đầu có tracking data ở từng từng bước để chúng ta làm sao lấy dữ liệu về, chúng ta phân tích để xem chúng ta có thể tối ưu được bước nào cho doanh nghiệp đúng không, là cho khách hàng đúng không, để tăng cái sự cái gọi là cái tiện lợi cho khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ của mình. Thì ở trong phần số hóa này chúng ta còn có thể khai thác dữ liệu có để chúng ta nhận diện được là cái lịch sử, cái nhu cầu của khách hàng, có thể là phát hiện ra là có rất nhiều cái ứng dụng nhé, người ta có thể là ví dụ như là dự đoán được là khách hàng nào có những cái đặc điểm như thế nào thì có khả năng sẽ rời bỏ công ty, hoặc là những cái khách hàng có những nhóm đặc điểm gì thì có khả năng mà mình chuyển đổi họ từ những là cái ông mà đang quan tâm sản phẩm phụ sang là mua hàng của mình được đó. Thì nó sẽ có những cái model rất hay mọi người thường nghe, ví dụ như machine learning hoặc là AI đúng không, đấy những cái đấy thì mọi người sẽ dễ hình dung hơn. Chúng ta ứng dụng data vào trong rất nhiều thứ, làm các thuật toán để chúng ta tăng tính cạnh tranh của sản phẩm của mình. Ok, thì có bốn lớp của cái phần digital transformation này, các anh chị nói nhanh thôi. Đấy là về đại ý là cố gắng là tối ưu, mình có quy trình vận hành, mình cố gắng tối ưu quy trình vận hành đó. Sau đấy mình có data, mình có sử dụng data để mình có thể tối ưu được cái chuỗi giá trị.
doanh nghiệp mang lại cho công ty, và sau đấy là dựa trên tất cả cái phần gọi là database mình có thì mình sẽ build được một cái digital platform. Ý là nó sẽ là ecosystem luôn. Ngoài việc là những cái tương tác với khách hàng bên ngoài thì có những cái là mình sẽ phải dựa trên số mình data mình có, mình tạo các model, mình dự đoán được để mình hỗ trợ cho kinh doanh. Đấy là tùy thuộc vào mô hình kinh doanh thôi. Thì mình ra đấy thì mình sẽ tối ưu được cái phần gọi là cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng khi mà họ đến công ty mình. Đấy. Thì cơ hội tại sao cần có digital transformation, tại sao doanh nghiệp phải số chuyển đổi số, vì tất nhiên là chắc chắn là mang lại, khi mà mình có mang đến cho khách hàng một cái trải nghiệm tốt hơn sẽ nâng cao cái tính cạnh tranh của doanh nghiệp, đúng không, thì chắc chắn là doanh nghiệp sẽ có nhiều lợi nhuận hơn, quy trình vận hành của nó tinh gọn hơn và hiệu quả hơn, thì chắc chắn là sẽ cắt giảm cost đó. Thì khi mà mang tính cạnh tranh đấy thì chắc chắn là cái cơ hội mà họ access thị trường ấy nó sẽ lớn hơn, tập khách hàng rộng hơn, rồi ở nhiều nguồn doanh thu hơn vì tập khách hàng rộng lớn hơn, đúng không? Rồi có cái thách thức ấy. Thách thức đấy là nếu như mà họ cái đe dọa, thực ra là gọi là cái này là nếu như họ không, nếu doanh nghiệp không chuyển đổi số thì tất cả những cái gì mà chị nghiên cứu được thì tất cả các chuyên gia hàng đầu trên thế giới họ đều nói là nếu không chuyển đổi số thì chỉ có là kiểu gì họ cũng sẽ công doanh nghiệp cũng sẽ bị thụt lại và sau đấy là bị đào thải thôi, không có cách nào khác ngoài việc chuyển đổi số hết. Và cái việc chuyển đổi số này nó sẽ không loại trừ một doanh nghiệp nào hết, không loại trừ quy mô doanh nghiệp nào sẽ cần chuyển đổi số, mà chỉ là scope chuyển đổi số đến mức độ nào thôi đó. Và bản thân là các doanh nghiệp họ cũng đến 55% doanh nghiệp người ta tin rằng họ mà không thực hiện chuyển đổi số trong vòng 1 năm thì chắc chắn là họ sẽ bắt đầu bị ảnh hưởng với tài chính, rồi bắt đầu là mất thị phần. Đấy, tất cả cái này đã được nghiên cứu rồi. Thì khi mà doanh nghiệp tham gia chuyển đổi số như thế thì với một BA thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào, và chúng ta sẽ có phải nâng cao thêm cái kỹ năng gì, học hỏi thêm kiến thức kỹ năng gì để có thể là đóng góp thêm giá trị cho doanh nghiệp. Hoặc là ví dụ trong cái giai đoạn mà cực kỳ khó khăn mà doanh nghiệp người ta buộc phải cắt giảm nhân sự chẳng hạn, họ buộc cắt giảm nhân sự thì chắc chắn là những cái người mà được giữ lại á, sẽ bị có yêu cầu cao hơn, đúng không? Các bạn sẽ chắc chắn là ngày trước chúng tôi chỉ làm việc A thôi thì bây giờ với tình hình nhân sự này tôi sẽ phải làm thêm việc B, việc C nữa. Thì cái việc B, việc C đấy đồng nghĩa việc là chúng ta sẽ phải bổ sung thêm kiến thức, kinh nghiệm khác để có thể là làm được việc, đúng không? Thì với các bạn BA cần thêm những cái kiến thức, kinh nghiệm gì về work skill nhé. Work skill thì vẫn cần các work skill như lúc nãy chị chia sẻ trong bộ skill set, nhưng mà lúc đấy chúng ta sẽ phải thực sự là có những cái skill liên quan đến process modeling này, là những cái mà mình có thể phân tích quy trình, tại vì lúc nãy là như chị có nói là tối ưu quy trình vận hành trong doanh nghiệp, đúng không? Thì cái việc là mình có thể phân tích quy trình này, tối ưu quy trình này thì là những cái kỹ năng cực kỳ cần thiết. Sau đấy là về cái mindset nhá, mindset ấy. Nếu như mà mọi người tham gia khóa học BA á, thì mọi người sẽ được học về cái gọi là Agile Framework, là cái kỹ năng kiểu cái framework làm việc á, thì mọi người hay gọi là làm việc linh hoạt đấy, hoặc là một số nơi người ta dùng luôn là Scrum. Cái Scrum Framework thì cái việc linh hoạt này nó không chỉ là cái framework làm việc mà nó phải trong cả mindset nữa, lúc nào chúng ta phải linh hoạt ứng phó với các thay đổi và những cái yêu cầu của tổ chức, và chúng ta sẽ không phải ngồi chờ là phải làm, ta sẽ không không được ép ngồi chờ là chúng ta sẽ kỳ vọng là làm một cái sản phẩm thật là hoành tráng. Vì để làm một cái sản phẩm hoành tráng thì sẽ rất mất thời gian, mà trong cái thời đại này mọi thứ thay đổi quá là nhanh luôn á, thì chúng ta phải luôn 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 là tìm cách là chia nhỏ sản phẩm, chia nhỏ mọi thứ để có thể đưa ra đến cho khách hàng sử dụng nhanh nhất có thể và nhận phản hồi. Khi mà mình biết có khách hàng sử dụng thật hay không, khách hàng feedback lại, chúng ta biết thực sự là cái sản phẩm mình cung cấp nó có đang đáp ứng đúng yêu cầu của khách hàng không, hay là đang đi sai hướng, để chúng ta điều chỉnh kịp thời. Thế là cố gắng làm và làm việc liên tục với các cái stakeholder ấy, để mình làm sao để mình có thể đi làm đúng yêu cầu của họ nhất, đáp ứng yêu cầu của mình. Thì cái lợi thế cạnh tranh của một bạn BA ở trong cái thời đại số này là gì? Thì lúc nãy là cái yêu cầu trong cái thời đại số này đối với doanh nghiệp thì chắc chắn đấy là cái phần liên quan đến cái customer experience, đúng không? 70% khách hàng họ coi là họ tin rằng cái trải nghiệm được cá nhân hóa cực kỳ quan trọng đó. Thế nên thì chúng ta sẽ phải hiểu được là phải hiểu chắc chắn là hiểu chiến lược công ty là gì này,
phải đi từ business model của công ty. Chúng ta hiểu cái đấy thì chúng ta biết được là đường hướng công ty chúng ta sẽ đi như thế nào trong thời gian tới. Chúng ta phải thực sự hiểu khách hàng của mình là ai, họ có nhu cầu gì, họ có những cái pain point gì để chúng ta serve họ cho đúng. Chứ không phải là tôi nghĩ là xung quanh, nghĩa tôi nghĩ là khách hàng cần cái này, hoặc là tôi thấy đối thủ của tôi có cái sản phẩm này thì suy ra là khách hàng tôi sẽ cần. Maybe không phải, có những cái là người ta chỉ làm ra đấy thôi, người ta làm để người ta PR chứ người ta không phải làm để có thực sự khách hàng cần đấy. Những cái đấy mình phải cực kỳ tinh tế, mình phải cực kỳ sát, mình hiểu khách hàng của mình, mình đưa giải pháp và luôn luôn phải nghĩ đến việc là tăng trải nghiệm khách hàng. Thì không chỉ đơn giản là tôi đưa cái sản phẩm này lên trên online cho khách hàng và sử dụng được, khách hàng không cần phải đến đến sàn để làm, hoặc là không, khách hàng không cần giấy tờ. Cái đấy chỉ là step thứ hai thôi, nó chỉ ở step thứ nhất và step thứ hai của doanh nghiệp, là ý là tin học hóa và số hóa quy trình sản phẩm thôi, nó chưa đến cái phần chuyển đổi số đó. Chúng ta phải liên tục nghĩ đến cái việc làm sao để tăng trải nghiệm khách hàng trong cả cái chuỗi giá trị của tổ chức đó. Cái kỹ năng cực kỳ quan trọng nữa đấy là mọi cái phân tích, mọi cái quyết định của mình, mọi cái đề xuất của mình đều phải dựa trên data, chứ chúng ta không thể đưa ra chủ quan được. Em nghĩ hoặc là vì khách hàng nói là khách hàng cần, không có nghĩa là khách hàng cần đâu, nhiều khi người ta chỉ nghĩ thế thôi nhưng không thực sự cần. Thì chúng ta phải có kỹ năng dùng số để chúng ta hỗ trợ mình trong quá trình ra quyết định. Và cái nữa đấy là phải liên tục trau dồi kiến thức, liên tục update cả thông tin về về những cái technology, những cái gọi là phát minh mới, đúng không? Thực ra cái này chỉ là trau dồi thôi, mình hiểu là thế giới đang vận hành như thế nào, đang có những cái kỹ thuật gì, những cái giải pháp gì, đang những giải pháp gì mới mà chúng ta có thể là ứng dụng được trong công việc của mình không. Không không có nghĩa là tất cả mọi thứ đều phù hợp, và cái đấy cũng là kỹ năng mà mình, kỹ năng của bạn BA cần có đấy. Thì cuối cùng là cố gắng là tạo ra nhiều giá trị nhất cho doanh nghiệp với những cái chi phí đấy, là cái đầu vào là tối thiểu đó. Thì đấy, những cái làm muốn tăng tính cạnh tranh của mình, tăng cái năng lực cạnh tranh, rồi tăng cái giá trị của mình mang lại cho doanh nghiệp, thì các bạn BA cần phải bổ sung cho mình những cái work skill và những cái gọi là cái tư duy, những kỹ năng làm sao để có thể là mình có thể đáp ứng được trong cái môi trường chuyển đổi số này. Okay. Thì bây giờ để trở thành một BA đúng không, thì chúng ta phải làm gì? Cái đấy thì chắc là phần lớn các bạn sẽ thắc mắc đúng không. Thì muốn trở thành BA thì đầu tiên là mình phải xác định được mục tiêu của mình đó. Thì xác định mục tiêu là bạn muốn trở thành BA, theo cái như lúc nãy chị có chia sẻ là mình có rất nhiều hướng để phát triển thành BA đúng không, là BA business, non IT BA hay là IT BA. Tiếp theo đấy là những khi mà mình xác định rồi, là mình cũng học là có thể các bạn ấy tiếp tục xác định là mình muốn làm BA trong cái ngành nào, ngành chứng khoán này, ngành ngân hàng, ngành thương mại điện tử, ngành du lịch, hay là các công ty outsource phần mềm đó. Mình phải xác định rất rõ mục tiêu của mình đã, rồi sau đấy là mình sẽ xem là mình sẽ cần với cái yêu cầu công việc đó thì mình sẽ phải bổ sung các cái kiến thức về ngành như là gì này, các cái kỹ năng BA mình cần, mình có là gì, thì bạn bổ sung bằng cách bạn đi học, bạn tìm hiểu đúng không, bạn tìm hiểu thì cũng ok, sẽ mất nhiều thời gian hơn mà có thể đi học các khóa học ở bên ngoài. Thì bản thân làm ở Dataport thì cũng có những cái khóa học để đào tạo về kỹ năng cơ bản của các bạn BA cần có, rồi các kỹ năng mà các bạn BA mà đã đi làm BA rồi á cần phải bổ sung thêm khi trong trước những cái yêu cầu của thời đại chuyển đổi số này đó. Và có nhiều các cái course khác nữa, mọi người có thể tìm học rất nhiều course free mà mình có thể học ở trên Coursera hoặc là Udemy. Nếu như bạn không muốn, nếu mà ở trên Coursera và Udemy á, nếu mà bạn không cần phải earn certificate thì nó hoàn toàn free thôi, thì mọi người có thể tìm học trên đó nữa. Đấy, một cái quan trọng đấy là bạn làm ngành nào thì bạn phải học kiến thức domain của ngành đó đúng không. Như lúc nãy bọn chị có chia sẻ rồi, ngành ngân hàng thì học với ngân hàng, chứng khoán học chứng khoán, du lịch thì học với du lịch, ví dụ như thế. Thì cái này gọi là domain knowledge đó. Đấy là một cái không thể nào thiếu được, đấy là bạn phải thực hành cực kỳ nhiều. Học xong mà không, nếu mà học xong mà không hành á thì sẽ quên, kiến thức cũng sẽ mai một. Thì chúng ta sẽ thực hành, thì thực hành với bạn Fresher thì như cái cách tiếp cận mà chị Hương vừa chia sẻ, chúng ta có thể là đăng ký và làm thực tập. Tại vì ví dụ như trong trường hợp mà có những doanh nghiệp người ta đầu tư để người ta đào tạo pool đúng không, thì người ta sẽ có thể trả lương cho các bạn đó. Nhưng mà có những doanh nghiệp mà người ta đang khó khăn thì người ta vẫn muốn là người ta có một cái lớp
thế hệ hoặc là một thế hệ BA kế cận để người ta có thể đào tạo lên được ấy, mà người ta thì người ta vẫn sẽ tuyển thực tập sinh, và mình chấp nhận là mình sẽ đi làm không lương vài tháng đấy để gọi là có kinh nghiệm. Tất nhiên là cái thực tập này là internship, đây là vào làm việc thật luôn và được đào tạo luôn, chứ không phải là internship theo kiểu pha trà rót nước như ngày xưa mình học ở đại học đâu. Tại vì họ sẽ đang cần người làm thật, chẳng qua là chi phí của họ, bắt về lương của họ nó có giới hạn đấy, thì người ta sẽ gọi là tuyển thực tập, người ta đào tạo bạn nào sáng thì chắc chắn là người ta sẽ giữ lại thôi. Thì mình mà có kiến thức rồi, mình có những cái kinh nghiệm cơ, nghĩa là những cái kỹ năng cơ bản vào để vào học nhanh, thì lúc đấy tự dưng và mình sẽ nổi trội trong cái lớp đó, mình sẽ chắc chắn là chị nghĩ là cái cơ hội là mình được luyện tiếp là có, và luôn luôn phải tìm cách làm sao để mình được thực hành nhiều nhất có thể. Đấy là cái trải nghiệm và cái kinh nghiệm mà mình có thể gain được trong thực tế. Và nếu một số bạn và các bạn mà thích theo hướng làm BA chuyên nghiệp nhé, hoặc là các bạn muốn làm công ty outsourcing ở nước ngoài ấy, outsourcing trong nước thì người ta không yêu cầu cao đâu, nhưng mà nếu mà muốn làm outsourcing cho các công ty ở nước ngoài á, thì người ta thường đánh giá cái chất lượng đầu vào của BA á, qua cái phần certificate. Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm về các chứng chỉ của BA, mọi người có thể lên mạng tìm hiểu kỹ hơn, ví dụ như là có chứng chỉ CCBA hoặc là IIBA đó, thì mọi người có thể tìm hiểu thêm, mọi người có thể học để thi chứng chỉ đó. Nhưng mà nếu như chúng ta đã có cái kỹ năng cơ bản rồi thì việc học để thi chứng chỉ cũng khó nữa, vì bản chất là người ta cái core skill của nó như nhau hết, học giống nhau hết thôi đấy. Thì đấy là những cái chia sẻ của chị về nghề BA, và những cái chia sẻ là những cái skill mà các bạn cần phải bổ sung trong một bạn BA cần có, hoặc là trong cái thời đại mà thách thức hiện nay có rất nhiều yêu cầu mới, chúng ta cần bổ sung gì của mình, thì mọi người có thể trao đổi thêm. Và đấy là chị Hương sẽ chia sẻ mọi người những cái BA constraint mà mọi người, các bạn BA sẽ gặp phải trong quá trình làm việc, và cái cách ứng xử, cách xử lý những cái constraint như thế nào cho nó phù hợp ấy, thì chúng ta sẽ tiếp. Chị cảm ơn Nhân. Trước khi chị vào này thì chắc chị sẽ dành thời gian để trả lời các câu hỏi, có hai câu hỏi của bạn Quyên và bạn Hải An đặt câu hỏi. Vì hôm nay chúng ta chia sẻ về BA, mà một trong những cái skill của BA đó chính là hỏi, đúng không? Bây giờ chúng ta thực hành luôn, nhân tiện đây chúng ta thực hành luôn các bạn câu hỏi và để chị sẽ trả lời, được chưa nhá? Thế thì thứ nhất là chị trả lời bạn Quyên là cho em hỏi kỳ vọng của các doanh nghiệp về BA là gì và công việc cụ thể của một bạn BA trong doanh nghiệp là gì nữa ạ? Đấy, thì chị sẽ trả lời câu này như thế nào. Kỳ vọng của một doanh nghiệp về BA. BA là Business Analyst. Nếu như chúng ta nhìn nó là một JD, tức là một Job Description, thì doanh nghiệp sẽ kỳ vọng cái người làm vị trí BA sẽ là một tham gia một cái mắt xích phát triển phần mềm. Mắt xích phát triển phần mềm. Vậy thì cái expect, kỳ vọng của doanh nghiệp đối với một bạn BA là họ sẽ hòa nhập được vào cái mắt xích của phát triển phần mềm đấy và thực thi được cái nhiệm vụ cái người làm BA, tức là tùy từng doanh nghiệp nó sẽ đòi hỏi BA sẽ ở vai trò là thiết kế giải pháp, hay là BA sẽ đến ở giai đoạn cả phân tích giải pháp và đến cả giai đoạn quản lý các cái backlog ở trong cái quy trình làm việc. Đó, thì tất cả những cái mà họ kỳ vọng đó là kỳ vọng là nhiệm vụ ấy của một BA và một doanh nghiệp ta sẽ kỳ vọng đấy. Ví dụ chị nói là thiết kế giải pháp đi. Đó, tức là một cái quy trình nhá, để phát triển phần mềm thì nó đầu tiên là có bằng phải thiết kế ra một bài toán kinh doanh này. Là bài toán kinh doanh thì cái tầng mà để thiết kế bài toán kinh doanh là tầng lãnh đạo, là tầng về business product owner. Chưa? Từ cái bài toán kinh doanh thì sẽ phải làm đến thiết kế giải pháp để hoạt động kinh doanh này. Thì thiết kế giải pháp ở đây chính là có thể là các bạn BA. BA skill cao level 2 là cũng có thể thiết kế được solution rồi. Tiếp theo nữa là phân tích cái giải pháp, là thiết kế xong thì phân tích nó. Phân tích ở đây là gì? Phân tích cái tính năng hoạt động hay là các cái quy trình, các đối tượng tham gia một cái giải pháp kinh doanh này là gì? Thấy chưa? Thì cái đấy cũng là các bạn BA. Đó. Tiếp là đến cái sau khi mà họ phân tích, biết ra được các cái giải pháp đấy gồm có cái chức năng gì, nó sẽ đưa vào các backlog để quản lý. Thì người ta sẽ cần bạn BA, kỳ vọng là người ta sẽ được quản lý, manage được backlog, thời điểm nào mình release,
Đấy, lúc nào mình testing cái tính năng đó, đã pass cái tính năng đấy chưa, và lúc nào là lúc chúng ta release cái tính năng đấy lên cho khách hàng. Vậy kỳ vọng của một doanh nghiệp với một bạn BA là khi tham gia vào quá trình phát triển phần mềm thì họ sẽ phải tham gia từ nhiệm vụ gọi là thiết kế giải pháp, sau đó là phân tích giải pháp, quản lý backlog được tốt đó, và đảm bảo được cái chất lượng của sản phẩm lúc release ra go live theo đúng lịch lộ trình. Bây giờ BA gần như là làm được toàn bộ như thế. Đó. Ok, câu hỏi thứ hai của bạn Hải An đó là em không có background về IT. Đó, em cần bổ sung thêm những kỹ năng gì hay domain kiến thức nào để theo đuổi công việc này ạ? Thì như ban nãy chị Nhân có trả lời với em rồi, đó là em không cần thiết là phải có background về IT để em có thể bắt đầu vào nghề BA, nhưng mà em có thể bổ sung cái kiến thức về IT. Thì phạm vi bổ sung kiến thức domain này của em là gì này? Thứ nhất là em hiểu cho chị về các cái function. Thứ nhất là em hiểu về mô hình hoạt động đi. Đầu tiên là em hiểu mô hình hoạt động để phát triển phần mềm, tức là như chị Nhiên nói là Agile này, Agile Scrum này, chưa? Em tìm hiểu thế nào là Agile Scrum xong rồi em sẽ tìm hiểu là ok, vậy thì cái quy trình phát triển phần mềm nó là như thế nào, phải không? Thế nào là tính năng, tức là function, và thế nào là non-function. Đó, em sẽ tìm hiểu bổ sung thêm để hiểu rằng là làm thế nào để một function hoạt động. Ok, chưa? Thế nào là mình định nghĩa một, viết được các requirement ở đây cụ thể là gì? Rule. Đó, khi mà chúng ta làm BA thì chúng ta có hai cái việc mà em sẽ nghe rất nhiều, đó là việc refinement và definement. Ok, refine có nghĩa là chúng ta sàng lọc thông tin giữa trên các cái business requirement, trên các user requirement ở đây, tức là các đầu bài kinh doanh đó, các yêu cầu kinh doanh đó. Đó, thì em sẽ phải refine các cái đầu bài này cùng với cả PO hoặc business owner để mình sắp xếp cái thứ tự mình ưu tiên mình triển khai, đúng không? Sau đó em define các bit rule. Vậy em define các bit rule ở đây là ví dụ đầu bài yêu cầu là cho khách hàng đăng ký mua một cái sản phẩm, ví dụ như là margin đi của công ty chứng khoán này, hay là thẻ tín dụng đi, đăng ký mở thẻ tín dụng đi. Thì business rule ấy, ở đây có nghĩa là em sẽ phải define cái rule để một khách hàng, một người được phép mở một cái thẻ tín dụng là gì. Đó. Và cái exception criteria, tức là cái phạm vi chấp nhận một cái requirement, một cái rule đấy là gì? Đó là khách hàng đấy phải có ký hợp đồng này, khách hàng đấy phải có định danh này, phải có số điện thoại này, ABCD, vân vân. Đấy người ta gọi là exception criteria. Được chưa? Sau đó cái chức năng mà mình đang nói đó chính là chức năng đăng ký mở thẻ tín dụng. Ok, vậy ở đến đây rồi thì các bạn tech có đủ để thực thi không? Có. Có nghĩa là từ nãy giờ chị chưa nói gì về API hay về DB cơ sở dữ liệu XYZ đúng không? IT background chị chưa nói gì đúng không? Hoàn toàn về business hết. Nhưng trên thực tế là các doanh nghiệp ra chỉ cần mức em là em define rất rõ bit rule, exception criteria của từng đầu bài kinh doanh. Và em viết sắp xếp thứ tự ưu tiên triển khai, em test được các tính năng đó, các use case xảy ra nó là gì. Là em có thể chuyển giao cho bộ phận IT, người ta, các bạn ấy có thể thực thi được. Đó. Thế thì nhưng mà tuy nhiên có một số công ty, ví dụ outsourcing, công ty chuyên thuần túy về phần mềm, thì cái họ cần thêm BA nữa ở kỹ năng technical mà các bạn đang, bạn Hải An có hỏi về background ấy, thì đó là gì? Các bạn sẽ phải co-operate, tức là và co-working rất là closely với những bạn dev để các em hiểu cái function đấy về mặt logic nó được xử lý như nào. Đấy nhá, thì các em nhớ kỹ cho chị này. Cái background về IT duy nhất mà các em cần bổ sung ấy, nó là bọn em hiểu được, là define ra được cái logic nghiệp vụ một cái chức năng để nó chạy là gì. Ví dụ như chị nói là một cái chức năng là đăng ký mở thẻ tín dụng. Thế thì cái thông tin đầu vào để đăng ký một thẻ tín dụng là thông tin gì? Ví dụ chị điền là tên này, hay là cái UID, hay là username này, hay số điện thoại này, có mã hợp đồng này.
chưa? Vậy thì cái logic xử lý của cái đó là gì? Thứ nhất, nếu người này đã từng biết ru nhá, em viết một cái biết ru rằng là ru yêu cầu khách hàng tại một thời điểm chỉ được phép đăng ký một lần mở thẻ tín dụng thôi. Nếu thẻ đấy còn hiệu lực không được phép mở nữa, đấy là biết ru. Vậy cái function đăng ký để có thể đăng ký về mặt technical nó sẽ yêu cầu logic là gì? Em phải kiểm tra nó có đã có tồn tại cái yêu cầu này chưa? Khách hàng này đã tồn tại yêu cầu mở cái thẻ tín dụng chưa? Đó, mở thẻ credit card đã có chưa? Nếu có thì như thế nào? Đấy chính là nó là tư duy của một cái là tư duy của logic trong cái việc mà mình đưa ra requirement của một cái function nó hoạt động. Đó. Thế trong đó thì tiếp theo một cái phạm vi background khác của IT đó là về cơ sở dữ liệu lưu trữ. Khi mà mình một BA, mình có quan tâm là cái cơ sở lưu trữ nó như nào? Có. Khi mà chúng ta biết rằng là trong một cái bảng table, ở đây cơ sở dữ liệu là gì? Nếu ở đây các bạn mà fresher các bạn chưa biết, thì đó là cái mà sẽ good để các bạn tham gia một cái buổi học, các khóa học với BA. Thì liên quan đến một chút IT background thì nó có cơ sở dữ liệu, các cái lưu trữ cơ sở dữ liệu. Thì cái quan trọng của cái việc lưu trữ cơ sở dữ liệu ấy là sau này các bạn BA về mặt logic hiểu nghiệp vụ thì các bạn sẽ nhìn cơ sở dữ liệu, các cái quan hệ giữa các cơ sở dữ liệu đó để các em có thể tự các em biết được là vậy hệ thống hiện tại nó đang xử lý logic như nào. Đó. Điểm lợi thế của cái việc các bạn IT background không phải là lợi thế của cái việc là em được tuyển vào cơ hội em được tuyển việc nhiều hơn nhé. Ví dụ như công ty, một số rất là nhiều công ty startup hiện tại, người ta không cần thiết phải tuyển BA có IT background. Và người ta cần là các bạn BA có tư duy mạnh về critical thinking và viết được rất clear cái đầu bài. Và các bạn hiểu được cái logic nghiệp vụ mà hiện tại hệ thống đang xử lý để debug. Chứ không phải là viết yêu cầu cho hệ thống xử lý. Vì viết yêu cầu cho hệ thống xử lý gần như bây giờ là tech, là các bạn sẽ làm tech dev ấy, là các bạn sẽ làm. Đó, thế thì các bạn cố gắng hiểu rõ cái phạm vi scope background IT để mình cần tiếp cận học và học từ từ. Khi mà mình đã không phải là học mất 5 năm trời để đào tạo một cái nghề IT background thì đừng jump vào quá detail về một cái hệ thống, ví dụ API là gì, system design, kiến trúc là gì. Đó, đừng học vào cái đó. Quá complicated. Đấy không phải là main skill của một BA. Nó là một cái added value với một bạn BA. Vậy thôi nhá. Chị tiếp câu trả hỏi của bạn Vi. Em hỏi hiện tại em đã có kiến thức về data analyst thì cần học thêm những gì để có thể chuyển sang ngành BA? À, very good. Một trong những cái điểm rất là tốt nếu mà một bạn đã học về data analyst để phục vụ cho bạn BA. Đó là gì? Nãy chị có nói trong quy trình phát triển phần mềm thì nó có từ bài toán kinh doanh em phải thiết kế giải pháp và từ thiết kế giải pháp em phân tích giải pháp đúng không? Sau đó em mới đưa vào phát triển. Thế thì để thiết kế giải pháp hay gọi là thiết kế cái solution từ một cái bộ đầu bài hay là một cái problem mà em define từ khách hàng ấy thì cái data analyst đó là điều rất là quan trọng. Ví dụ có kiến thức về data analyst là như này. Em nhìn thấy trong data em search ra ngày hôm nay có đến thời điểm hiện tại em có khoảng 5 tỷ số dư cash tiền mặt của khách hàng ở trong tài khoản. Được chưa? Vậy là một người BA người ta sẽ nhìn thấy là và em có thêm rằng là này, trong khoảng thời gian đấy em thấy rằng là có rất là nhiều lỗi nạp tiền vào trong tài khoản. Tức là cái giá trị tiền ở trong tài khoản nạp vào trong hàng nó không tăng, tỷ lệ bug rất là cao, lỗi rất là cao. Con trend nó bị gãy ở đấy. Thì nếu em làm data analyst, em nhận diện trước, thứ nhất có một lợi thế đó là em nhận diện trước cái sự cố đang xảy ra đối với khách hàng hiện tại của mình là gì. Cái function của mình đang hoạt động nó có hiệu quả hay không? Đó, thì khi em phân tích cái đó ra thì nó sẽ giúp em là make decision, tức là em sẽ đưa ra lựa chọn cái phương án, em đặt ra một cái solution để giải quyết được cái vấn đề đấy. Data analyst để define ra problem nhé. Đúng không nào? Mình học kỹ năng data analyst là mình dựa vào dữ liệu để mình define ra problem. Và khi mình define ra problem và có căn cứ data, có nghĩa là mình đang dự kiến là cái problem đấy là đúng, thì có nghĩa là mình thiết kế ra giải pháp giải quyết vấn đề đấy sẽ là chuẩn hơn. Chưa? Và khi em thiết kế giải pháp rồi thì tức là em đang có data list, thì cái việc tiếp theo em học đó là học cái kỹ năng để em thiết kế ra giải pháp. Và sau đó từ thiết kế giải pháp thì em sẽ học kỹ năng phân tích giải pháp.
Đấy, là đủ để em làm nghề BA. Được chưa? Bởi vì data analyst thì là nó chỉ là tìm ra, define ra vấn đề thôi. Tiêu cuối cùng của data analyst là define ra được cái vấn đề và nó phải right problem. Và khi em xác định right problem thì em sẽ phải thiết kế được right solution. Đấy, thì để BA thì BA lại bắt đầu từ cái lúc thiết kế giải pháp và phân tích giải pháp. Đấy, thì hai cái skill đấy là em cần học bổ sung. Còn bạn nào hỏi nữa không? Nếu không thì chị sẽ đi tiếp về các cái nội dung về BA Constraint còn lại. Ok, vậy chị đi tiếp nhé. Nãy chị cũng đã có chia sẻ trong quá trình trả lời các câu hỏi của bạn. Đó là về cái constraints như là người BA. Constraints ở đây là gì? Constraints ở đây là những cái rào cản. Hay là những cái mà nó là một cái sức ép đối với những người làm nghề BA mà chúng ta cần phải nhận diện ra trong quá trình làm nghề. Thì chị đúc kết ra được có ba cái, đó là timeline. Timeline ở đây nghĩa là cái thời gian mà một cái business đầu bài yêu cầu chúng ta cần phải hoàn thiện. Ví dụ chị đã từng phải chạy, hiện tại chị đang phải chạy một cái đầu bài kinh doanh trong vòng 2 tuần để nó ra số. Đó, đấy là một cái dạng timeline. Timeline thứ hai đó là em sẽ gặp là rất là nhiều doanh nghiệp người ta tổ chức hoạt động là cứ một spin là một tuần. Thì có nghĩa là một tuần em phải release ra một tính năng nào đấy. Thì đấy chính là timeline, tức là bao gồm cả define problem này, rồi là thiết kế giải pháp này, phân tích giải pháp đưa vào code này. Nó chỉ có một tuần thôi. Thì cái timeline constraints đấy thì nó sẽ phải, mình sẽ phải làm gì để giải quyết cái vấn đề về timeline constraint này. Thường là chị sẽ có kinh nghiệm là như thế này. Chị descope cái giải pháp. Descope ở đây có nghĩa là em sẽ phải học một cái kỹ năng để em hiểu thế nào là descope. Descope có nghĩa khi mà mình, như ban nãy chị có nói với em về mình xác định ra cái bit rule đúng không? Và mình xác định ra cái acceptance criteria, tức là những cái phạm vi mà mình chấp nhận cho một cái tính năng hay là một cái bài toán kinh doanh được phép release là gì đúng không? Thế thì với cái thời gian mà em chỉ có một tuần mà em cần phải chạy thiết kế ra một giải pháp thì em phải descope những cái use case. Mình không descope requirement, tức là ví dụ tôi cần phải kiểm tra rằng là người ta phải là định danh duy nhất, là người ta phải có là khách hàng của tôi, thì mình không bao giờ mình descope cái việc đấy đúng không? Mình descope ở đây là ví dụ một cái tính năng về login, một cái app bằng Face ID đi, login bằng Face ID là một tính năng. Chưa? Thì cái timeline này công ty chỉ cho, product owner chỉ cho BA một tuần thôi, để chạy thôi. Thì giải pháp mà BA cần đưa ra là gì? BA sẽ phải viết một cái acceptance criteria là với một tuần thì cái use case duy nhất mà mình sẽ có thể ưu tiên xử lý đó là cái khách hàng dùng cái máy để login bằng Face ID này là chính là cái khách hàng đang sở hữu cái máy. Có nghĩa là nếu như cái case mà khách hàng là không phải là sở hữu của cái máy, tức là cái bản bio mỗi cái máy điện thoại nó đều có cái setting về Face ID đúng không? Đó, giả thiết là máy điện thoại của chị Hương thì chỉ có chị Hương dùng cái máy đấy để login Face ID vào cái app tên là Techcombank. Chỉ là một case đấy trong một tuần thôi. Thế còn cái case mà giả thiết là máy của chị Hương, Face ID của chị Hương, nhưng chị Nhân lại là dùng cái app Techcombank để login vào, thì chị Nhân có được dùng cái Face ID của chị Hương để login không? Thì cái case đấy em giải quyết ở phase sau. Tao gọi đấy là descope, để nó đảm bảo cái timeline. Thế thì cái kỹ năng của một cái người mà trong cái quá trình làm BA ấy, cái constraint về timeline là rất là xảy ra cực kỳ nhiều, bọn em sẽ gặp rất là nhiều. Và bọn em phải có cái kỹ năng đó là bọn em descope requirement, đàm phán. Cả bọn em phải sử dụng cái kỹ năng đàm phán với cả bid owner, với product owner, với PM về cái việc rằng là vậy nếu một phạm vi một tuần thì team chúng tôi chỉ deliver được cái này thôi. Chưa? Thì đấy gọi là một cái giải pháp mà mình có thể thực hiện cho cái việc vấn đề của timeline. Constraint thứ hai là constraint về resource. Resource ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là về nguồn nhân sự. Nguồn nhân lực của mình. Ví dụ trong một cái team mà em đang tham gia chỉ có một bạn dev về Android thôi. Không có một bạn dev iOS. Ví dụ thế. Hoặc em chỉ có một bạn dev backend thôi. Team em ít người. Hay nói cái các con resource là em chỉ có gần đấy người thôi. Em không có nhiều người hơn để mà em làm những cái mà em thích. Thứ hai nữa là trong phạm vi những người đấy của em thì có người mạnh, có người yếu. Không phải là người nào cũng khỏe. Không phải người nào cũng cùng gia tốc với nhau.
đó, cái constraint về resource ở đây ấy, là em phải hiểu cái nguồn lực em có thể thực thi được cái việc giải pháp của em, thực thi được cái công việc đấy của em ấy, là gồm là nó như thế nào. Em có bao nhiêu người trong tay em đang làm việc với bao nhiêu người, những người đấy kỹ năng của họ mức độ như thế nào. Từ đó để em biết rằng là em cần thiết kế giải pháp và hay thậm chí là em viết tài liệu phân tích giải pháp ở mức độ như nào phù hợp cho những người đấy, người ta hiểu. Được chưa? Nếu chị viết một tài liệu phân tích chức năng cho một bạn dev là fresher, chắc chắn chị sẽ phải viết rất chi tiết, rất cụ thể để bạn ấy đọc hiểu. Và chị phải ngồi bạn nhiều hơn, chị dành thời gian nhiều hơn. Còn nếu như với một bạn tech mà rất là senior thì cái việc mà chị communicate bạn ấy là đã đủ, có khi đủ, chị không cần thiết phải đọc lại nhiều quá mà chỉ cần gạch dậy chính thôi. Thế là cái constraints về resource nó sẽ đòi hỏi BA là dựa trên cái tình trạng, cái bối cảnh và nguồn lực của mình là đối tượng tham gia đó, mình sẽ lựa chọn cái cách thức mình facilitate, mình communicate, mình viết tài liệu, mình phân tích nó như thế nào. Chưa? Đấy, thì đấy là cái là về constraint về resource. Constraints về legal, cái này 100% bọn em vào nghề sẽ gặp. Đấy, constraint về legal có nghĩa là cái sản phẩm mà bọn em đưa ra nó sẽ phải đi vào cái ý tưởng, hay là gọi là ý tưởng kinh doanh. Ý tưởng kinh doanh, thực ra một cái giải pháp mà em đưa ra nó cũng có thể là một ý tưởng kinh doanh, có thể là một chức năng hệ thống, nhưng nó bị ràng buộc bởi cái luật pháp của cái hoạt động business đấy. Ví dụ như là chị Nhân làm ở mảng chứng khoán thì một cái công ty chứng khoán sẽ bị rào cản bởi luật chứng khoán. Vậy luật chứng khoán có quy định rằng là tất cả các cái hợp đồng mở tài khoản đều phải là hợp đồng sau đó in ra giấy. Luật chứng khoán chưa chấp nhận hợp đồng điện tử. Được chưa? Thế thì khi mà chị Nhân thiết kế ra một cái giải pháp là ký hợp đồng số thì chị Nhân sẽ phải hiểu rằng là cái hợp đồng số này có phù hợp với cả luật hay chưa để mình quyết định mình đầu tư. Đấy. Luật chứng khoán quy định cái phiếu lệnh đặt lệnh này phải là phiếu lệnh điện tử, có nghĩa là phiếu lệnh đấy phải có hai lớp xác thực, phải được ghi nhận như thế nào. Thì tất cả những cái legal constraint đó là một bạn BA sẽ phải làm việc với bộ phận legal để nắm được cái business của cái legal đó như thế nào, legal business đấy như thế nào. Do đó mình sẽ biết rằng là cái giải pháp của mình đưa ra nó đã đáp ứng được đúng tuân thủ của luật chưa. Đấy, nó có vấn đề gì không mà mình cần phải điều chỉnh cái giải pháp của mình. Đấy chính là cái legal. Thông thường thì kinh nghiệm của chị khi làm việc mà liên quan đến legal constraint ấy là trước khi mà chị đi vào cái phân tích giải pháp, tức là trước cái bước phân tích giải pháp mà chị đang là thiết kế giải pháp rồi ấy, là chị sẽ là, tức là cái bước mà refinement ấy, với cả define các bit rule ấy, là chị đã phải đi gặp luôn bộ phận legal này. Chị gặp luôn này để chị xem các bit rule của phạm vi legal yêu cầu là gì. Đấy. Và lúc đấy chị mới viết acceptance criteria. Chứ thường thì mình mà làm ngược lại thì mất công mình lại phải quay lại mình làm lại thôi. Ok, nên đi tiếp với chị một cái slide tiếp theo, đấy là phần constraints. Ok, tiếp theo mà phạm vi đó là cái challenge một bạn BA cần phải challenge chính là domain knowledge. Thì nãy chị Nhân cũng có giải thích rất nhiều về domain knowledge và chị cũng có chia sẻ với bọn em là cách để khắc phục cái domain knowledge rồi. Thứ hai là communication skill. Cái challenge, thách thức của communication skill là gặp phải trên thực tế là như thế này này. Khi em vào nghề ấy, nhất là mình đang là kỹ năng về communicate của mình nó chưa phải là có nhiều cái kỹ năng, đúng không? Thì cái đối tượng mà mình đang làm việc ấy là những người có những cái persona khác nhau, tức là tính cách của mỗi người khác nhau, thời gian của mỗi người cũng có thể khác nhau mặc dù chúng ta cùng làm 8 tiếng. Vậy cái communicate skill ở đây có nghĩa là gì? Nếu mà kỹ năng của chúng ta chưa đủ tốt để chúng ta có thể thuyết phục và giúp cho người ta hiểu thì chúng ta sẽ phải có một cái khả năng để nghe. Nghe ở đây hỏi và nghe. Tức là chúng ta hỏi, đặt vấn đề để chúng ta nghe đủ cái thông tin, đủ cái insight. Đó, insight ở đây tức là đủ hiểu cái vấn đề đó, nguyên nhân của vấn đề đó. Sau đó chúng ta mới make decision. Thì cái communication skill này với lúc mà chúng ta làm việc với product owner hay làm việc với biz owner hay các cái bộ phận khác gọi là stakeholder thì chúng ta đặt câu hỏi để chúng ta define ra vấn đề. Chúng ta phải nghe rất là kỹ và hỏi rất là sâu để chúng ta
nắm được cái thông tin đấy nhá. Thì cái communication skill ở đây nó gặp những cái người mà như kiểu PO này, BO hay là stakeholder ấy, thì gần như là mọi người sẽ nói câu chuyện khá là vĩ mô cao và mình sẽ phải đặt câu hỏi. Cái communicate là communicate, hỏi và nghe. Thế còn đối với cái giai đoạn mà chúng ta vào quá trình phát triển, làm việc với các bạn dev và bạn tester, thì cái communication skill của chúng ta là gì? Đó là chúng ta nói ở cái câu chuyện là đầu thông tin đầu vào, cái input tính năng, và cái đầu ra là output, là cái expectation tôi cần là gì. Rất là đơn giản, chỉ vậy thôi. Chúng ta không cần thiết phải dài dòng về biết rule A, B, C, D, rồi người này người ta muốn thế này kia kia. Không, straight forward. Cái tính năng này nó yêu cầu đầu vào thông tin như này và đầu ra thông tin như này. Nó là đủ để cho các bạn tech hiểu. Tức là đối tượng communicate của em, các bạn tech, là các bạn thuần kỹ thuật. Người ta cần hiểu rất rõ người ta cần phải làm gì. Cho nên người ta cần input và output. Tức là đầu vào người ta cần có là gì, và cái output là cái kỳ vọng hay mong muốn của họ là gì. Thì vậy thôi. Với tester thì cũng thế thôi. Khi có lỗi xảy ra thì cái communication skill của mình với cả các bạn tester, mình cần phải cho các bạn biết rằng là vậy cái bug đó nguyên nhân từ đâu, nghiệp vụ nó là cái gì. Để khi các bạn ấy hiểu các nghiệp vụ, cái sản phẩm, một hệ thống, thì các bạn ấy sẽ viết các UK test rất là tốt. Đó, mình phải giải thích được cho người ta hiểu. Thì lúc đấy em phải giải thích nghiệp vụ để cho người ta hiểu. Thì đấy là cái ba cái challenge. Cái challenge thứ hai là communication skill khi làm việc, co-work facilitate với tất cả các cái thành viên trong công ty. Cái facilitate đấy là cái mà để đảm bảo ra ending result nhé. Thì cái facilitate này là một cái challenge rất là khó đối với những bạn làm nghề BA. Đó. Thì ban đầu khi mà chúng ta chưa quen những người, vì chúng ta mới vào công ty thì đương nhiên là chúng ta chưa quen, mà bây giờ bảo chúng ta là đi giao việc này cho người này, đi giao việc kia cho người kia, thì chắc chắn là nó sẽ khó, đúng không? Cái facilitate ở đây ấy, thì nó sẽ làm như thế nào để mình giải quyết khi mà mình mới ở kỹ năng fresher. Thì cái facilitate thì gần như nó sẽ không, nó chỉ là cái inform thôi, mang tính chất là hôm cái tính năng này em cần inform, hay là em cần advice, em cần consult, em cần phê duyệt, chưa? Facilitate là em cần để giải quyết cái vấn đề hiện tại khi mà mình là một người mới, mình chưa có sự giao tiếp rộng ở trong doanh nghiệp với các stakeholder. Thì cái mà mình nói chuyện với họ là với cái yêu cầu này em cần chị phê duyệt, với yêu cầu này khi cái việc tính năng này xảy ra thì em cần bộ phận này hỗ trợ cái gì. Thì đấy chính là facilitate, được chưa? Đó. Thì cái facilitate đấy là facilitate cross function team. Còn facilitate thứ hai là trong các cái technical team. Một team làm về, ví dụ một team thì là đang làm tính năng front end, một team thì làm về tính năng back end, thì cái mình facilitate như thế nào giữa hai team đó để khi họ ghép với nhau lại dẫn ra được kết quả output, để nó không bị theo cái việc là tính năng một đằng mà trả kết quả ra một nẻo. Đấy chính là cái challenge về kỹ năng về facilitate. Thì trong cái tài liệu của năng của BA thì nó sẽ hướng dẫn các em rất là rõ. Khi em học các khóa học về BA thì các cái kỹ năng này sẽ được training khá là kỹ. Thì chị đang vừa chia sẻ cho bọn em là về cái constraints và cái challenge khi mà làm nghề BA. Thì tiếp thì chắc là chị thì chị hết cái chia sẻ rồi. Nếu các bạn có câu hỏi gì thì các em nốt lại, chị sẽ trả lời nhá. Nhân có ấy gì ạ? Tú xem có câu hỏi của các bạn không để mình. Bây giờ mình sẽ trả lời, mình sẽ xem các bạn còn những câu hỏi gì. Các bạn người tham gia có câu hỏi gì thì các bạn có thể type vào box chat để được các diễn giả giải đáp luôn nhé. Và trong lúc đấy thì em cũng nhận được các câu hỏi ở trong form của các bạn. Có bạn hỏi là mình đang làm copywriter và có hứng thú với ngành BA, DA, tuy nhiên thì chưa được đào tạo và chưa có khả năng nhạy bén với các con số. Do vậy thì mình mong muốn hỏi các diễn giả về một người chuyên về viết có thể học về DA, BA không, và ứng dụng của BA, DA trong đời sống. Tức là bạn ấy có một cái background về viết, copywriter. Copywriter.
Vâng. Tức là như kiểu viết content đấy hả? Vâng, kiểu viết nó cũng chẳng kiểu viết website, viết blog. Ok. Chị nhắc chị lại phải nhắc lại lần nữa là nghề BA không giới hạn, bất cứ một ai ra ai cũng có thể tham gia vào nghề BA. Chị cũng là một cái người trái ngành, chị là dân phân tích đầu tư, chị học chuyên môn từ từ đại học, chuyên thạc sĩ của chị cũng đều là về tài chính, đầu tư tài chính và phân tích tài chính, nhưng mà số phận nó đun đẩy thì nó thành ra BA và làm dần dần là về kỹ thuật. Ok, thế thì dù em là đang hiện tại nhá, em đang học một cái ngành background gì ấy, thì em phải hiểu là ngành BA, bản chất BA nó không phải là một nghề, nó là một kỹ năng. Nó là business analyst. Như chị là chị học background về financial analyst, accounting analyst, đúng không? Nó vẫn là kỹ năng của analyst. Vì vậy chị vẫn có thể chăm sang một cái khác gọi là technical analyst thì chính là BA. Được chưa? BA là business analyst, tức là em phân tích cái mô hình hoạt động của doanh nghiệp để em hiểu nó, từ đó em tìm ra được cái problem của doanh nghiệp và em thiết kế ra giải pháp để giải quyết cái problem đấy, được không? Vậy từ cái việc mà em học domain nào thì cái domain đó em enter vào một cái doanh nghiệp mà đang sử dụng cái domain đấy, ví dụ em đang học về ngành y tế, à, ngành 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 domain domain writing như bạn ấy đi, bạn đang làm về writing và viết blog. Thì bây giờ bạn vào một cái doanh nghiệp mà nó làm về mảng marketing, chuyên content, viết các thứ khác, đúng không? Nhưng mà người ta lại có một cái công cụ là người ta tự sáng, tự làm cái gọi là social community, community riêng. Họ tự build riêng một cái công cụ đó. Thế thì em có thể sử dụng được cái vai trò là em có cái domain nó viết về content rồi, em hiểu người đó như thế nào rồi. Thì em hoàn toàn em vào một doanh nghiệp, em chỉ cần là hiểu cái bài toán kinh doanh của họ là gì này, hiểu bài toán kinh doanh đó, và em bắt đầu em xem là à cái vấn đề của một cái bài toán kinh doanh này họ đang gặp phải là gì, sau đó em đưa ra một cái giải pháp. Chưa, giải pháp đấy nếu một là con người có thể tự giải quyết, hai là hệ thống giải quyết đó. Em thấy một cái giải pháp này là ví dụ viết content, bây giờ cứ mỗi một lần cùng một cái nội dung content em phải đi em post nó lên một cái trang tỷ các cái forum community khác nhau, mặc dù em cũng là người content writer, em viết một đống em post lên để chạy cho vào doanh nghiệp, thì em nghĩ ra luôn giải pháp đi để nâng tăng hiệu quả của em bằng cách là em bảo là em cần một cái công cụ số để làm sao em viết một nơi thôi nhưng em public được tất cả các trang web mà em cần, được chưa? Đấy là solution đúng không? Nó define cái solution này, nó define trực tiếp từ cái solution mà chính em đã từng gặp phải. Vậy nếu như công ty đầu tư vào một cái tool như em nói, họ đang nghĩ đầu tư vào cái tool như em nói, mà trong số đó một công ty về marketing có thể đến hàng trăm người đều viết content, thì có phải là khi mà một cái tool đó thì nó sẽ làm tăng hiệu quả performance của cái bạn đang làm việc không? Thì doanh nghiệp người ta mà đầu tư vào cái đó thì em sẽ là cái người viết đấy, em sẽ là người mô tả cái quá trình để em đang viết content, xem public đi đâu, em đang phải làm cái gì, thì cái đấy chính là cái đầu bài để em viết bắt đầu là cái giải pháp em cần để giải quyết cái vấn đề của em. Người ta đấy chính gọi là thiết kế giải pháp, đấy chính là bắt đầu vào cái vai trò của BA. Sau đó em phân tích nó ra bằng các quy trình, bằng các tính năng, tôi cần viết cái này, tôi cần tích hợp với hệ thống này, tôi cần public nó lên đây, để phân tích các cái giải pháp của nó ra để make it work đó. Thì cái mà em học thêm tiếp theo ấy là cái là phân tích giải pháp rồi đúng không, thì em sẽ phải làm sao là viết các cái yêu cầu về function. Đó, thì cái duy nhất mà bọn em cần phải học thêm ấy, ngoài cái kỹ năng về business analyst, thì em có thêm một cái kỹ năng gọi là technical analyst, phân tích cái tính năng trên cái đó. Tính năng như chị nói ban nãy, lại again lặp lại, em chỉ cần nói input nó là gì, output nó là gì, hết. Đó. Chia sẻ Tiếp thêm cận với chị Minh Hương một chút là thực ra thực tế luôn là trong team của em cũng có một bạn là làm bạn ấy làm ngành dịch, bạn ấy làm nghề dịch luôn á, nghề dịch trong khoảng 2 năm. Sau đấy thì bạn thấy là nếu mà cứ làm dịch mãi thì cũng không phát triển được ấy, cũng chỉ đến thế thôi nên bạn muốn đổi nghề, bạn ấy chấp nhận là coi như làm fresher BA, bạn ấy vào team em mà bây giờ bạn ấy sau khi có một thời gian training ấy, đến bây giờ là bạn ấy đã có khoảng 4 năm kinh nghiệm làm BA thì bạn đang làm vị trí BA lead rồi.
Đấy, là một cái ví dụ cực kỳ là thực tế cho mọi người cũng thấy là một bạn một cái ngành cũng không liên quan gì, cũng không phải tài chính kinh tế, cũng không phải là background về IT ấy, cũng có thể làm VA và làm tốt luôn đấy. Đó. Thôi như cái thường các bạn mà đang trái ngành đấy ấy, mà không có duyên để chuyển đổi mà các bạn mong muốn đấy, thì cái động cơ để bắt đầu tiếp cận ấy, thì như chị nói ấy, là nó phải đi từ vấn đề, giải quyết từ vấn đề của mình để tiếp cận sang là dễ nhất. Không cần thiết phải quá challenge bản thân mình để enter vào một cái việc mà đi tìm một cái công ty mà tuyển VA xong bảo là tôi là đang trái ngành thì tôi xin vào làm VA hoặc em học nhé. Đó. Ý chị nói là em hoàn toàn naturally em làm một cái doanh nghiệp đang hiện tại em đang làm, và em raise cái vấn đề về liên quan đến là túi một cái giải pháp để nó tăng performance hiệu quả của em lên, và em nhận viết đầu bài cho cái giải pháp đấy. Thế là em đã bắt đầu bén duyên vào BA rồi, chưa? Tiếp cận nó bằng cách như thế, hiểu như thế thì em sẽ hiểu là ngành ai cũng thể bắt đầu làm được BA. Tú xem còn câu hỏi nào nữa không? À ok, bây có bạn Hải Hải An có hỏi thêm là hai chị cho em hỏi nếu em học các khóa online trên Coursera thì có đủ để làm được BA không ạ? Và em học bao lâu ạ? Góc nhìn của chị em học bao nhiêu khóa thì đủ? Thực ra thì chị thì nhìn là thế này, em học nhiều thì được nếu em có thời gian. Đó, em có thời gian này, em có kiểu kiểu làm kiểu biết rất rõ cái mục tiêu mình học để làm gì thì em học bao nhiêu khóa cũng được, đọc bao nhiêu sách cũng được, không bao giờ là phải cần thiết phải giới hạn. Thế nên là cái từ mà là nếu học các khóa trên online có đủ làm BA không thì chị đang hiểu ý em hỏi đây là các khóa học ở trên Coursera có phải đáp ứng để các doanh nghiệp nhận vào làm BA không, đúng không? Thì ok, thế thì nếu mà như thế thì chị nghĩ rằng là nếu như như ngay cả chị đây, chị là người đi phỏng vấn rất là nhiều các bạn BA từ fresher, junior, senior để tuyển dụng vào, thì với những bạn mà friend, chị không biết là em đã có kinh nghiệm làm BA chưa, làm bao nhiêu lâu rồi nhá, bạn Hải An thì chị chưa biết, nhưng mà nếu giả thiết em là fresher đi thì cái mà chị cần một bạn fresher khi chị phỏng vấn vào của bạn ấy, tức là chị sẽ define các kỹ năng bằng cái tư duy dựa trên các cái câu hỏi là chị biết là tư duy của bạn ở đâu, tư duy phân tích, tư duy về critical thinking của bạn mức độ nào, tư duy phản critical thinking là phản, tức là em đặt câu hỏi để em hiểu đào sâu cái vấn đề, biết bản chất cái vấn đề chưa. Đó, cái đấy là cái chị cần. Thứ hai là cái tư duy về thiết kế. Thiết kế là nếu em define vô cùng đúng thì em có suggestion được một cái giải pháp không. Nếu như các bạn tiếp cận một cái chuyện là chúng ta chỉ nêu vấn đề mà chúng ta không đưa giải pháp ấy, thì có nghĩa là chúng ta thiếu một cái vế của kỹ năng của một BA. Thì thường đâu có thể bắt một bạn BA mới fresher vào và để trình bày rằng là em có bao nhiêu, em đã từng làm cái dự án này, em phân tích, em đã build hệ thống này đâu, đúng không? Cái duy nhất chị có thể question các bạn ấy đó là cái khả năng tư duy về analytical của bạn như thế nào, critical thinking của bạn như thế nào, bạn ấy đặt câu hỏi như thế nào, bạn ấy đưa giải pháp giải quyết vấn đề như thế nào. Chị là cái người đưa vấn đề và xem để bạn ấy thiết kế giải pháp như thế nào. Đấy, chỉ thế thôi. Bạn ấy có tư duy và có tư duy phân tích, có tư duy phản biện và hiểu được thì là chị sẽ thấy ok. Còn với những bạn bắt đầu có kinh nghiệm, cái đầu tiên chị sẽ hỏi là cái bạn ý kinh nghiệm của bạn ấy làm trong mảng gì, với hệ thống như thế nào đó, và domain của bạn ấy đã từng làm kinh nghiệm là gì đấy. Thì từ đấy chị sẽ define xem là cái level kỹ năng của các bạn ấy ở mức độ nào đó. Nên là học của có ok không, chị thì nghĩ là học bao nhiêu cũng được, nhưng mà quan trọng nhất doanh nghiệp người ta sẽ cần em là khả năng thực tế. Là nếu như em trả lời với chị mà chị biết là em đang học, em đang nói cho chị bằng cách lý thuyết ấy, thì chị cũng nhận diện ra được cái chuyện đấy, và chị cũng có khả năng để chị biết được rằng là cái em đang trả lời chị là em đã thực sự hands-on vào đấy chưa. Đó, hands-on tức là em đã thực sự làm cái việc đấy chưa, để em đúc kết ra được cái vấn đề đấy ấy, đúc kết ra được cái kiến thức đấy. Đó, vì cái mà một bạn fresher mà đi học các khóa học chị promote ok, nhưng mà đến lúc làm thực thi thì apply được bao nhiêu cái kiến thức đấy vào thực tế thì nó vẫn vẫn là một cái khoảng cách khá xa.
Nên là cái câu hỏi của em là các khóa online có đủ để làm được việc không? Đương nhiên là em học thì không thể nào là thừa. Nhưng mà để có vào được công việc, được tuyển công việc không, nó phụ thuộc vào tư duy của em. Em hấp thụ cái kiến thức đấy, em hấp thụ nó và em chuyển đổi nó, hóa nó, process nó để thành cái của em như thế nào ấy. Để em trả lời ấy, thì nó sẽ mới là cái cần đấy. Chị trả Chị lời bổ thế sung thì Hải An có hiểu không? Ok. Thế thì chị trả lời thêm một chút cho Hải An cái phần này nhé. Thực ra hỏi là học bao nhiêu là đủ thì rất là khó trả lời vì đó nó tùy thuộc vào cái khả năng tiếp thu của mỗi người ấy. Đấy. Và thực ra là nếu học trên online nhé, mấy cái khóa mà của Coursera Udemy ấy, thì thường là họ thiết kế là họ sẽ tóm gọn những cái phần lý thuyết này, những cái tích, cái rất hay của họ là có tích cho mình học được khá là hay. Nhưng mà có một cái nhược điểm của những cái khóa ở đấy, đấy là về cơ bản là họ sẽ chỉ có lý thuyết một chiều thôi. Tại vì họ là những cái khóa đã record lại mà, và họ sẽ không có người để tương tác và không có người guide mình trong quá trình thực hành ấy. Đấy, nên là em sẽ học và nhiều khi là từ cái lý thuyết nhá, từ cái hướng dẫn học như thế nào, làm như thế nào, đến lúc mình thực hành ấy sẽ có rất nhiều vướng mắc, rất nhiều cái mà mình có thể hiểu sai, mình làm sai mà không có ai chỉ cho mình. Thì đấy là cái nhược điểm mà chị thấy là nếu như mình tham gia học ở Coursera hay Udemy sẽ có. Còn nếu mà với các bạn mới thì học ở trên đấy cũng rất là ok, vì mình sẽ hiểu được cái tổng quan, những cái lý thuyết, Thế những thì cái kỹ năng mình cần có. nếu thế thì chị lại tư vấn các em nên tìm những cái khóa học và đọc cái nội dung khóa học đấy mà nó phải có các cái assignment, các project và có code chờ. Thì cái đó sẽ rất là quan trọng nhá. Nếu như em tìm khóa học mà cái nó chỉ thiên mo về lý thuyết theory ý, thì nó sẽ không đủ đối với các bạn fresher. Mà em phải tìm khóa học nào đó nó có kèm theo assignment, có project đó và có coach, quan trọng nhất là coaching. Những người coach là những cái người mà người ta có thể giúp em hoàn thành cái assignment đấy và gọi như mình gọi là chữa bài ấy, để chỉ cho em là quá trình em thực hành trên cái lý thuyết đấy nó như thế nào. Nếu là chị không biết thì chị không ấy, nãy thì bây giờ như nhân giải thích thì chị sẽ tư vấn theo hướng như thế. Bao nhiêu khóa thì nên chọn những khóa mà có cả thực hành. Thì nó sẽ giúp em chuyển đổi từ kiến thức sang process là cái em sẽ có. Ok, Tú xem còn bạn nào đặt câu hỏi nữa không? Dạ, còn bạn nào có câu hỏi gì thì các bạn có thể type vào box chat. Nếu mà thời lượng chương trình không cho phép thì Databot sẽ trả lời và gửi cho các bạn ở trong email. Ok ạ. Thế thì hiện tại thì cảm ơn, em xin cảm ơn những chia sẻ rất thực tế và hữu ích đến từ hai chị. Và hy vọng là sau buổi webinar ngày hôm nay thì các người tham gia đã có một cái nhìn tổng quát về vai trò, những kiến thức, kỹ năng và công cụ mà BA cần trong chuyển đổi số, cũng như là có cái nhìn sâu sắc hơn đối với những công việc cụ thể của người BA. Hiện tại tại Dataport thì có hai khóa học về Business Analysis, khóa học BA Fundamentals cung cấp đầy đủ toàn diện và hệ thống hóa kiến thức nền tảng cũng như các kỹ năng cần có của một BA IT và Non IT. Thứ hai là khóa học BA in Digital Era, trang bị kiến thức, kỹ năng, công cụ cho BA trong thời đại số. Thì mình sẽ paste link website của hai khóa học dành cho những bạn quan tâm để các bạn tham khảo. Đã, chị Link ở trong phần box chat. Dạ. Ok. Chị chia sẻ một cái cuối ý cuối, đó là cái định hướng nghề nghiệp của một BA. Về long term, cái nghề nghiệp của các BA và bây giờ xu hướng ấy, người ta sẽ gọi dần dần các BA đó gọi là product owner. Kể cả trong các cái doanh nghiệp về outsourcing, cái điều này các em cần chú ý. Các em có thể chủ động tìm hiểu product owner nhá. Thì tức là các bạn đi bây giờ nó sẽ không dần dần xu hướng ấy, như ví dụ như một số doanh nghiệp startup mới trẻ bây giờ nó có một cái vị trí, nó sẽ mix giữa cái vai trò của PO và BA. Chưa? Nó không ngày trước đến giờ là mình hay có PO riêng và BA riêng, nhưng bây giờ dần dần sẽ mix BA và PO và nó có define ra một cái bộ skill mà mixing giữa BA và PO. Nếu mà nói về career path thì học là học về kỹ năng BA là phải học rất kỹ. Nhưng career path dần dần dài hạn thì em đầu tiên là một BA, em hình thành lên là dần dần nó sẽ là PO, product owner. Hoặc là từ đó chúng ta đi vào cái mảng về CX, customer experience. Ban nãy chị Nhân có nói về front end BA ấy. Thì cái front end BA chính là customer experience.
Product Owner và Customer Experience nó rất là giống nhau, nhưng mà về bộ skin nó có thể chênh lệch. Một bên là Product Owner là chuyên đi về kinh doanh, nghĩ ra bài toán kinh doanh và thiết kế ra bài toán kinh doanh. Đó. Bởi vì họ rất mạnh về kỹ năng BA nhé. Họ đã từng có thiết kế giải pháp rồi, họ phân tích ra vấn đề của doanh nghiệp dựa trên data rồi, cho nên là cái việc họ viết ra một cái bài toán kinh doanh là rất là không phải là quá khó. Thì đấy chính là upgrade dần dần lên là một PO. Thế còn là cái bạn mà làm CX ấy, là BA front end ấy, là bạn ấy sẽ dần dần đi theo hướng về số hóa đó. Bạn sẽ thiết kế ra những cái giải pháp về nó dành cho những cái đối tượng sử dụng công cụ số. Và bạn đứng ở vai gọi là user experience. Chưa? Bạn ấy define ra những cái trải nghiệm và những cái giải pháp làm sao để thực hiện được cái nghiệp vụ hay là những cái tính năng mà của một cái người user thì cần. Đó, thế thì trong cái dù là em làm CX hay là tức là trên thị trường mà em thấy người ta tuyển là CX tức là UI UX này, hay là em tuyển về làm PO này, kiểu gì em phải có BA skin gốc rất là cứng. Đó, nhưng mà cái định hướng career path nó là như thế, nó có một cái gọi là product manager. Product manager là một cái ngạch là khác gì với product owner. Product owner là người có thể thiết kế ra bài toán kinh doanh, nhưng product manager thì là cái người quản lý các cái sản phẩm. Tức là hiện tại công ty kinh doanh bao nhiêu cái sản phẩm số thì họ manage quản lý nó, tức là gần như là một cái công ty em có khoảng tầm 5-6 team Agile Scrum khác nhau, với mỗi team khoảng tầm 7-10 người, tức là em cả một khối công nghệ đâu đấy tầm 100 người. Một đống các cái sản phẩm công nghệ khác nhau thì phải có một ông gọi là product manager để manage tất cả cái sản phẩm đấy. Tiêu chuẩn của đầu vào đầu ra sản xuất một sản phẩm là gì? Xây dựng một quy trình phát triển phần mềm, đấy là product management. Được chưa? Còn không phải là người nghĩ ra bài toán kinh doanh. Thì cái người đấy cũng phải là có kỹ năng BA. Đó. Project manager có phải có kỹ năng? Cũng có luôn. Project manager quản lý dự án cũng cần phải có kỹ năng BA. Nhưng mà cái ngạch của họ sau này sẽ là quản lý tiến độ dự án, tức là họ hiểu là cái dự án đầu vào cần những gì và ra đầu ra gì. Đấy, thì đấy là chị bổ sung thêm về mặt career path của cái kỹ năng BA, học về BA mình sẽ có rất là nhiều nhánh. Đấy, thì sau đấy là bọn em sẽ dựa trên từng cái thực tế, kinh nghiệm và trải nghiệm, bọn em sẽ đi theo từng hướng khác nhau. Đấy, chỉ có vậy thôi, chị cảm ơn các bạn. Em cảm ơn phần chia sẻ của chị. Và mọi người tham gia hãy điền link feedback form mà ban tổ chức đã gửi link ở trong chat box, hoặc là scan QR code ở trên màn hình để điền feedback form. Những người tham gia mà điền feedback form thì sẽ được nhận được email có recording slide của buổi webinar hôm nay cùng với sổ tay BA, tóm tắt những kiến thức mà một BA cần, kiến thức công cụ kỹ năng một BA cần, được viết soạn độc quyền bởi Dataport. Các bạn hãy điền feedback form cho chúng mình nha, để có những webinar xịn hơn nữa trong tương lai. Ok ạ. Ok, cảm ơn các bạn. Vậy xin cảm ơn hai vị diễn giả cùng tất cả mọi người đã tham gia webinar ngày hôm nay, và hẹn gặp lại mọi người trong các webinar sắp tới của Dataport ạ.